cứ màu vàng hay là màu đỏ hoài thì cam hoài thì khổ, không đi đâu được hết, Hút nó con cứ gà bị ung cũng ứ. Dạ hút con gà đỡ dạ gà xả vàng lâu rồi. à bây giờ thì nó cũng xả vàng đó, mà có một cái nó khoanh vùng á, chỗ nào bị dính dịch bệnh đó thì nó khoanh vùng đó. Nhưng mà nói chung là giờ nó không làm giống như xưa bị dính ca là hết xóm hay là hết xã, bây giờ thì ai bị thì dính chỗ đó thôi à, thậm chí là chỉ có cái nhà đó bị thì nó chỉ phong tỏa có một cái nhà, giờ nó ít nhất có thể mà. Giờ thấy tôi đang chỉnh sửa lại tí. Livestream chưa thầy? Cái này chuyển quyền Để lại cho em khoan, thầy. khoan đợi một phút. Dạ. Anh đi đến này. Xong rồi để chuyển lại cho. Rồi chuyển thái rồi đó. Rồi chắc đúng giờ mình 5:08 hai phút nữa. Đang bắt đầu. Ok, người xin chào buổi chiều. Em chào thầy Kiên ạ.
Xin chào quý thầy cô cũng như các bạn anh chị. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục bài giảng của từng từng này là từng ba hả ta? Xin chào các thầy. Cắt đi rồi. Về cái bài giảng về sự làm và sử dụng cái phân hữu cơ thế nào với thầy Alan Burton. Thì từng này chúng ta có ba bài. Thì cái bài kế tiếp thì thứ tư sẽ nói về như dịch hại, quản lý dịch hại. Và bài thứ sáu thì nói về IBM của anh Đạt. Nên thì bữa nay chúng ta quay lại cái nghỉ trường. Xin gặp lại các bạn để bây giờ giao quyền lại cho Alan. Alan, it's time for you to continue your session on making and using organic fertilizer today. Thank you. Okay. Thank you, Ken. Now, from last week, there was a question about the use of seawater as a fertilizer. I have done a little bit of research on that. It's not easy to get information, but I have a little bit. Are you there, Doc? Okay, so hi Alan, so you are talking about seawater or salt water? Yeah, seawater. Yeah, water okay, from yeah. the sea. I see. Và trong cái tuần rồi ấy, thì và trong tuần rồi thì tôi thấy có một số bạn đề cập là cái việc mà sử dụng nước biển đó để mà tưới cho cây, thì tôi cũng có về để coi một số tài liệu, nhưng mà những cái tài liệu đề cập đến nó thì cũng không có nhiều. Seawater contains many different minerals, about 90 different minerals, of which about 40 of them are useful for plants. Và trong nước biển thì nó có rất là nhiều những cái nguyên tố khoáng trong đó. Và trong đó thì ví dụ như khoảng chừng 10-19 cái nguyên tố khoáng trong đó, thì có đến 14 những nguyên tố khoáng trong đó là có thể sử dụng cho cây, có ích cho cây. It is safe to use on plants as long as it is sufficiently diluted. Và nó có thể sử dụng để tưới cho cây bình thường, nhưng mà với điều kiện là mình phải pha ở một cái hàm lượng hợp lý. From the information I have, between 5 to 10 liters per hectare, diluted in a lot of water and sprayed on plants or applied to soil several times a year is quite safe. Và theo như tôi biết đó, thì từ 5 đến 10 lít mình pha lỏng ra, mình phun cho một hectare, hoặc là có thể mình lấy cái đó mình tưới cho một hectare, và một năm thì mình có thể áp dụng một vài lần, thì theo cái cách đó thì có thể là an toàn cho cây. It is important to get the seawater from a non-polluted source, so not from near a port, not from where there's its outlet from rivers and drains, but from a beach where there is no pollution. Và mình cũng chú ý là khi lấy nước biển mà mình áp dụng phương pháp này thì mình tránh những cái nguồn ô nhiễm ra. Dù nước biển mà bị ô nhiễm thì mình đừng nên lấy. And it is a good idea to monitor the results, and if there is any sign of damage to plants, stop using it. Và tất nhiên là khi mình sử dụng thì mình cũng quan sát, mình coi coi cái cây của mình nó thay đổi như thế nào, theo hướng tốt hay là hướng xấu. Nếu như mà nó không có ích cho cây, hoặc là cây có những cái triệu chứng mà không tốt, thì mình nên ngưng sử dụng lại. Now, tonight we are talking about making and using organic fertilizers, and this includes compost, worm castings, biochar, and the soldier fly. Và bữa nay mình sẽ tìm hiểu cái cách mà mình làm phân hữu cơ và cái cách mình sử dụng phân hữu cơ. Thì cái bài hôm nay mình sẽ học bao gồm ví dụ như mình làm phân ủ nè, rồi mình làm phân trùng quế, đồng thời mình cũng làm phân than sinh học và phân từ ruồi lính đen. This picture shows a compost heap that I made using just two materials, sheep manure
and old hay. And you can see that the young lambs are very happy to be near that heap. Và trên cái hình đó, đây là cái đống phân ủ mà tôi tự tạo. Thì cách tạo rất là đơn giản thôi, tôi dùng chỉ có hai nguyên liệu thôi, đó là dùng cơm gà khô và trộn với phân cừu. Thì khi mình thấy là cái hình thức mà bón phân này nó rất là an toàn, thấy là mấy con cừu nhỏ nó rất là khoái, nó lại đống phân nằm mà cái mặt của nó nhìn rất là giống như rất là phê. Next slide. So we're going to talk about compost making first. Và đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về cái cách làm phân ủ trước. Now, because compost making is done in one operation, then you need to have the materials all collected before you start. Và tại vì cái cách làm phân ủ này là mình làm một lần một, cho nên là mình phải cố gắng làm sao mình thu thập đủ tất cả những cái nguyên liệu ở từ giai đoạn đầu tiên. You do not add materials to a compost heap once you have started the process, unless there is something major going wrong with it. Tại vì một khi mà mình đã làm xong cái đống phân ủ rồi thì mình sẽ không có bỏ thêm gì trong đó nữa hết. Cho nên là mình phải chuẩn bị hết tất cả những cái vật liệu đầy đủ ngay từ giai đoạn ban đầu. Khi nào mình bỏ thêm, khi mà nó xuất hiện những cái triệu chứng mà chứng tỏ là cái đống phân ủ của mình pha không có hợp lý, thì lúc đó mình mới bổ sung thêm thôi, chứ bình thường thì không. You need a balance between high carbon materials and high nitrogen materials. Và mình phải tạo ra được sự cân bằng giữa carbon và nitơ. Some examples of high carbon materials are rice straw, maize stalks, other crop residues, dry leaves, sawdust. Và những cái vật liệu mà nó giàu carbon thì thường là ví dụ như là rơm rạ, rồi thân của những cái bắp mà bị khô á, cỏ khô, lá khô, tất cả những cái đó nói chung là nó có màu nâu á, thì nó sẽ giàu carbon. High nitrogen materials include animal manure, green grass, green leaves, water hyacinths and any other weeds that you can come across. Còn đối với những cái vật liệu mà nó giàu nitơ á, thì thường là những cái vật liệu màu xanh, ví dụ như là phân tươi, cỏ tươi, lá tươi, hoặc là lục bình của mình cũng được, hoặc là tất cả những cái cây cỏ hòa thảo còn tươi, nói chung những lá cây đồ tươi còn xanh là đều được. Next slide. So you make the compost heap in one operation. You have layers of carbon materials alternating with nitrogen materials. Và khi mà mình đã quyết định mình làm cái đống phân ủ rồi thì mình làm một cái một, như là xong luôn, mình không có thay đổi gì hết. Thì trong quá trình mà mình xây dựng cái đống phân ủ thì mình sẽ luân phiên các lớp với nhau, ví dụ như là một lớp chứa vật liệu giàu carbon, sau đó mình để chất lên một lớp chứa vật liệu giàu nitơ. As you are putting each layer on, you need to apply water. And this can be difficult for some dry materials like straw or sawdust, which need a lot of moisture in order to become soft. Và sau mỗi một lớp, ví dụ như mình chắc cái lớp carbon lên rồi, thì lúc đó mình tưới nước một cái, rồi sau đó mình mới chắc cái vật liệu vào nitơ lên. Nhưng mà cái phương pháp này đôi lúc mình cũng tưới nước cũng kỹ một xíu, tại vì có một số vật liệu nó khó thấm nước, ví dụ như gâm gạ đồ này nọ, thì mình tưới cho kỹ để đảm bảo là nó thấm nước, nó mềm. The size of the heap is important. If you make it too big, then there's not enough air in it. If you make it too small, it's not going to heat up properly. So the ideal size is about 2 meters wide and 1.5 meters high, and any length. The length is not important at all. Và cái kích cỡ của cái đống phân ủ nó cũng rất là quan trọng. Tại vì nếu như mà mình làm cái kích cỡ mà nó lớn quá thì ngược lại nó sẽ không đủ không khí cho những cái vật liệu ở bên trong. Còn nếu như cái đống ủ của mình nó nhỏ quá thì ngược lại nó sẽ không đủ nóng để nó diễn ra quá trình phân gã. Cho nên là cái kích thước mà phù hợp nhất về chiều rộng là 2 mét.
còn chiều cao là 1,5 m, còn chiều dài thì mình có thể dài bất kỳ bao nhiêu cũng được. It is a good idea to cover it with straw when, once it's made, but that is not all that important. You can use hessian or shade cloth or nothing. It's not all that important unless there is a lot of heavy rain coming. And it's a good idea to not allow heavy rain to come in. Và sau khi mà mình chắc xong cái đống phần hũ rồi thì mình nên bao phủ nó lại bằng gơm gạ lại, nhưng mà cái bước này thực tế cũng không quan trọng. Không có gơm thì mình có thể sử dụng những cái vật liệu bao phủ khác cũng được, ví dụ như là miếng cao su hoặc là những cái miếng vải bao bố đồ này nọ, mình đậy nó lại để cho cái quá trình hũ nó diễn ra nhanh hơn. Và thực tế nếu mình không có thì mình khỏi đậy cũng được, nhưng mà với điều kiện là nếu mà nó nằm ngoài mưa thì bắt buộc phải đậy nha. Đứng đối với mưa thì mình đậy, mình che chắn nó lại. You can make the compost heap by hand using a big fork, but there are machines available too. Những cái đống phân ủ này thường mình có thể làm bằng thủ công cũng được, mình lấy bằng cái chĩa ba rồi mình chắc lên đống phân ủ, hoặc là nếu mà lớn quá thì mình có thể dùng máy. Machines are really only applicable for large scale operations, which is for a large farm or for municipal waste. À, thường những cái máy móc mà hiện đại, máy móc lớn mà để mình làm phân ủ thì thường là nó ở những cái nông dân mà lớn, canh tác lớn, hoặc là những công ty, những cái chỗ mà thương mại quá những cái sản phẩm phân ủ này thì họ mới sử dụng máy móc thôi. The picture shows a machine that is being used on a large scale compost making operation where the rows are about 100 meters long and there are about 10 rows in production on that farm. Và trong cái hình thì mình thấy là đó là cái cách mà người ta làm phân ủ bằng máy, người ta dùng máy, dùng công nghiệp quá để mà ta làm phân ủ. Thì mỗi một cái đống phân ủ này nó có thể dài đến 100 mét và trong cái trang trại nó có đến 10 cái đống phân ủ như vậy. This machine turns the heap and at the same time it has a misting system to apply water as it goes along. Và cái máy này thì nó vừa trộn phân mà nó vừa phun nước vào để mà tưới nước đều vô cái đống phân hũ cho mình luôn. Next slide. Okay, the next step, once the heap is made, you leave it for a few days until it heats up. Và khi mà cái đống phân ủ mình đã chắc xong rồi thì mình chờ vài ngày, mình sẽ thấy là bắt đầu nhiệt độ bên trong nó bắt đầu nó tăng lên. To test if the heat is getting hot, you can put your hand in to test the heat. If it's too hot to keep your hand in there, the heat must be turned. Và khi mà cái nhiệt độ nó tăng cao lên rồi thì mình kiểm tra nó bằng cách là mình đút cái tay vô bên trong trong cái đống phân ủ. Thì nếu mà nó ấm ấm thì thôi, còn nếu mà nó nóng đến mức mà mình không chịu được phải rút cái tay ra liền, thì lúc đó chính là cái lúc mình cần trộn cái đống phân ủ lên. An alternative is to poke in a metal object like a crowbar or like a metal pipe and leave it there for 5 minutes, pull it out, and if it's too hot to touch, then you must turn that heat. Ví dụ như mà đút tay vô mà thấy nóng quá, không ai muốn chơi mấy cái trò mạo hiểm, thì mình có thể mình lấy những cái miếng kim loại mình để vô trong đó một thời gian chừng 10-15 phút. Rồi sau đó mình mới lấy miếng kim loại ra, mình lấy tay mình chạm vô đó thì cũng được. Mình coi coi nó nóng nhiều hay không. If it gets very hot, there is a risk of one of two things happening. One is that all the oxygen gets used up, and so the heat starts getting processed by anaerobic bacteria. And the other possibility is that it will produce alcohol and can actually burst into flames. Và khi mà cái đống phân ủ mà nó nóng quá nhưng mà mình không chở thì lúc này sẽ xảy ra những hiện tượng gì? Thứ nhất là khi mà nó nóng quá thì lúc đó trong cái đống phân ủ nó sẽ thiếu oxy và cái hệ vi sinh ở trong đó nó sẽ chuyển từ dạng mà hô hấp hiếu khí sang dạng hô hấp kỵ khí.
Và trong cái quá trình hô hấp kỵ khí này thì bắt đầu nó sẽ phân giải ra một số chất, ví dụ như là alcohol, những cái chất mà rượu, thì những cái chất này nó có thể cộng với sức nóng nữa thì nó có thể làm cháy, bốc cháy cái đống phân hủ đó. If neither of those happens, it can start turning into charcoal. Và nếu như mà cái quá trình này xảy ra, nó cháy âm ỉ ở trong đó, thì nó có thể biến cái đống phân hủ của mình thành than sinh học luôn. The ideal temperature before you turn is between 55 degrees and 65 degrees. If it's more than 65 degrees, it is too hot. Và cái nhiệt độ lý tưởng để mình chở cái đống phân hủ là từ 55 đến 65 độ C. Còn nếu mà cao hơn 65 độ C thì nó không tốt. As you are turning it, all of the materials from the outside of the heap get put into the middle of the heap, and you add more water if it's not moist enough. Và cái cách chở thì mình chở như thế nào? Mình lấy cái phần ở bên ngoài mình nhét vô trong và mình lấy cái đống phân hủ trong mình đưa ra ngoài thì để cho nó đều. Thì trong quá trình mà mình chở như vậy, mình thấy nếu như mà cái đống phân hủ nó khô á, thì lúc này mình có thể mình bổ sung thêm nước cho cái đống phân hủ đó. And then you do the same thing again once it heats up up to about 60 degrees. À, tương tự thôi, sau khi mà mình trở xong thì mình cũng theo dõi nhiệt độ, và nếu mà nhiệt độ nó lại nóng lên nữa thì lúc này mình lại làm y như vậy. Dù nhiệt độ mình nó nóng quá, nó trên 60 độ C thì bắt đầu mình trở nữa. This heating is done by the microbes and it is quite important for compost making because it will kill any pathogenic fungi that are in there, and it also kills seeds of weeds. Và cái quá trình nóng lên này là nó từ những cái hoạt động của vi sinh ở trong cái đống phân hủ đó, và khi mà cái nhiệt độ này nóng lên cộng với cái hệ vi sinh hoạt động mạnh thì nó sẽ tham gia vào, nó giết những cái mầm bệnh, những cái nấm bệnh mà nó còn tồn động lại ở trong cái đống phân hủ này. When the heap does not heat up anymore after you have last turned it, then it is ready to be used, which often takes about 6 to 8 weeks. Và thông thường khi mà mình ủ đến một cái giai đoạn mà nó không còn nóng lên nữa, thì lúc đó là cái lúc mà cái đống phân ủ của mình nó đã hoai rồi và mình có thể mình sử dụng được. Và thường cái thời gian này là từ 6 đến 8 tuần. Next slide. There are some things that can go wrong with compost making. Tuy nhiên trong quá trình bón phân ủ mà nếu mình công thức không đúng hoặc là nước không đúng nhân dân thì có thể dẫn đến là cái đống phân ủ của mình nó bị sai, nó không diễn ra đúng như mình mong đợi. Thì sau đây là một số cái trường hợp mà cái đống phân ủ của mình nó hoạt động không đúng. Because compost materials are not the same every time you make a heap, then the results can be quite different, and there are no fast rules. You have to learn by experience what is successful and what is not. Tại vì cái quá trình chắc cái đống phân ủ này thì đa phần là mang tính chất định tính là nhiều. Mình ước chừng bao nhiêu rồi mình để lên, cho nên là đôi lúc mỗi một lần như vậy thì có thể là kết quả nó lại khác nhau. Cho nên là bắt buộc mình phải làm nhiều lần thì lúc đó từ từ mình sẽ biết được là cái cách nào là nó tốt, cái cách nào là ủ đúng. The compost heap should always smell good all the way through. Và khi mà mình ủ thành công rồi thì thường là cái mùi của nó sẽ có cái mùi dễ chịu, và từ nguyên cái đống phân ủ luôn đều hết đều có mùi dễ chịu. The bad smell means not enough air. It's time to turn the heap because it needs to be aerated. Còn nếu như mà cái mùi của nó hôi khó chịu thì chứng tỏ là cái đống ủ của mình nó không có đủ không khí, thì lúc đó là mình cần phải chở cái đống ủ cho nó thoáng khí lại. If you can smell ammonia, it means there is too much manure. So you have to turn the heap and add more straw or some other carbon material. Còn nếu mình ngửi mà mình thấy cái mùi khai á, là chứng tỏ là cái phân chuồng mình đã để quá nhiều rồi, thì lúc này mình bắt buộc mình phải bổ sung thêm cái gom gạ vào để mình cân bằng cái tỷ lệ giữa nitơ và carbon. If it does not heat up enough, it means you do not have enough hydrogen material. Và ngược lại, nếu như mà cái hàm lượng carbon mà nó nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái đống phân hủ của mình nó không có nóng lên.
And if you see white powder developing, as in the picture, it usually means it is too dry and you need to turn it and add water. Còn khi mà cái đống phân ủ mình đổ mà mình thấy lên những cái mốc trắng á, là chứng tỏ là nó bị khô và lúc này thì mình cần phải chở cái đống phân ủ và mình bổ sung thêm nước. Next slide. Now there is another composting system that can be used under organic standards, and this is called static composting. Thì còn một dạng ủ phân nữa, cái dạng này mình cũng có thể sử dụng đối với canh tác hữu cơ, thì cái dạng này được gọi là ủ cố định. This photo is taken on an organic vineyard in South Australia. Và trong cái hình ở trên màn hình các bạn thấy á, thì đây là cái hình mà được chụp ở trong một cái ruộng mà canh tác hữu cơ ở Nam Phi. And this this compost is made using the residue after the grapes have been crushed to make the wine, and they add some high carbon material to it as well. Và cái hình trong cái hình mà các bạn đang thấy á, là cái hình này là ngũ cốc chúng ta bị ép ra để mà lấy nguyên liệu để mà sản xuất rượu, thì cái xác cái bã còn lại đó thì người ta mới chắc thành cái đốc này, đồng thời người ta bỏ thêm những cái gơm gạ đồ lên để chắc thành những cái đống phân này. When you do static composting, you need a higher percentage of high carbon materials, so it does not heat up. Thì rõ ràng là nếu mình chỉ để ba cái phế phụ phẩm nông nghiệp với gơm gạ thôi thì mình thấy là cái tỷ lệ carbon nó cao, và tỷ lệ carbon nó cao thì lúc này là cái đống phân ủ của mình nó sẽ không có nóng nhiều. It is a much slower process. Và tất nhiên thì nó sẽ cần thời gian lâu hơn để mà nó phân giã. It might take 6 months, but there is no need to turn it, and it, so it means it is a lot less work. Và mình cũng không cần phải chở cái đống phân ủ này nữa, cho nên là thời gian ủ của nó sẽ lâu hơn. Dù nó có thể lên đến 6 tháng, nhưng mà được cái là mình đỡ công mình chở đống phân này. One disadvantage is that it does not kill weed seeds or plant diseases. Do cái đống phân ủ này nó không có nóng lên nhiều so với phương pháp ban đầu, cho nên là nó sẽ không có diệt được cái mầm cỏ dại cũng như là mầm bệnh ở trong phân. Next slide. Okay, there are a few different ways of using the compost. First, you have to wait and it is cool and it has no bad smell and the color should be dark brown, not black, just a dark brown color. Và cái bước đầu tiên của mình đó là mình cần phải chờ cho cái đống phân ủ này thật sự nó hoai mục rồi mình hạ sử dụng. Thì làm sao mình biết là nó hoai mục rồi, thì trước tiên là nó cái nhiệt độ của nó không còn nóng nữa. Nhiệt độ nó không còn nóng và cái mùi của nó dễ chịu, và đồng thời cái màu sắc của nó lúc này thì nó sẽ là cái màu nâu sẫm chứ không phải là màu đen. It might be possible to still see some of the ingredients in it, like some sticks that take a long time to decompose, but most of the ingredients cannot be recognized. Thì khi mà cái đống phân ủ này đã hoai rồi, thì khi mình nhìn vào chổng mình thấy tất cả những cái vật liệu ủ ban đầu nó hòa với nhau hết, nó không còn mà nhận ra được. Tuy nhiên có những cái khó phân hủy, ví dụ như là nhánh cây đồ này nọ, một vài nhánh cây hay gì đó nó còn lại thì cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà đa phần cái đống phân ủ mình thấy là nó sẽ hòa vào nhau, nó trộn đều vào nhau. The compost yet can be used as a fertilizer at about between 10 to 20 tons per hectare. Thì mình có thể sử dụng phân ủ này như là phân bón cho cây, có thể là từ 10 đến 20 tấn cho mỗi 1 hectare. But if you are making good quality compost and you do not have a lot of it, you can use it as a biological inoculant, which increases the soil biology with only 1 ton per hectare. Tuy nhiên nếu mà cái phân ủ mình không có nhiều á, thì mình có thể sử dụng phân ủ như là một cái cách để mình gia tăng cái vi sinh ở trong đất của mình. Thì cái cách này thì
nó cần cái lượng ít hơn. Ví dụ 1 hecta thì nó cần khoảng 1 tấn thôi. You can put the compost on the surface of the soil, but it's a good idea to protect it with some mulch or to lightly turn it in. Và khi mà mình bón phân hữu thì thực tế là thường là người ta sẽ rải nó trên mặt đất luôn. Nhưng mà nếu có điều kiện thì tốt nhất sau khi mình bón phân hữu rồi mình nên phủ lên cái đống phân hữu đó, dù lấy gơm hay gạ hay gì đó mình phủ che nó lại. Hoặc là có thể là mình cài nhẹ nó xuống cho nó dùi xuống đất một tí xíu thay vì là mình để nó ở trên mặt đất. If it is exposed to the air and to the heat, then it will lose some nutrients. Tại vì khi mà phân hữu mà mình để trực tiếp ở trên mặt đất thì khi nó tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì nó có thể là nó sẽ mất đi một số dưỡng chất và đồng thời nó có thể ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh ở trong cái đống phân hữu đó. Next slide. The benefits of compost are many. It provides a fertilizer with stable nutrients, because the nutrients that are in compost do not readily leach out of the soil. Và khi mà mình sử dụng phân hữu mình sẽ thấy là có rất là nhiều cái lợi ích của nó, và một trong số những cái lợi ích của nó là nó cung cấp phân cho đất, nó cung cấp chất dinh dưỡng cho đất một cách từ từ, bền vững, chứ nó không phải là giống như là phân hóa học. A big variety of microbes are added to the soil. And this includes a lot of the disease-controlling microbes, like Trichoderma. Ngoài ra thì những cái đống phân hữu này nó còn cung cấp cái chất dinh dưỡng cho bền vững như vậy, cho nên là nó sẽ không có những cái hiện tượng rửa trôi hoặc là thấm xuống tầng đất dưới. Ngoài ra thì một cái lượng lớn, một lượng đa dạng vi sinh ở trong đống phân hữu này thì nó cũng mang đến nhiều lợi ích cho đất, nhiều lợi ích cho cây trồng của mình. The soil structure is improved, water holding capacity is increased, and it prevents a lot of root diseases. Thì khi mình áp dụng phân hữu thì mình có thể cải thiện cái cấu trúc của đất, mình tăng cái khả năng giữ nước của đất, và đồng thời mình có thể mình hạn chế, mình ngăn chặn những cái bệnh ở rễ của cây. When I started my garden, there was about 5 centimeters of topsoil, and the only fertilizer that has ever been used is compost. And now the soil is about 20 centimeters deep. Và cái thời gian, cái giai đoạn đầu tiên mà tôi mới canh tác ở trong cái vườn của tôi ấy, thì lúc đó là cái tầng đất mặt ở trên, cái tầng hữu cơ ở trên nó chỉ có 5 phân thôi, 5 cm thôi. Nhưng mà sau đó thì tôi áp dụng phân hữu từ cái giai đoạn đó cho đến bây giờ. Thì đến bây giờ là cái tầng đất mặt, cái tầng hữu cơ trên cái vườn của tôi là bây giờ là nó là 20 cm rồi. Compost making is a natural process that has been speeded up. It increases the rate of decomposition of organic materials. Và ngoài ra còn một cái lợi ích nữa, khi mình sử dụng phân hữu này thì mình sẽ làm tăng, mình làm gia tăng cái chu trình dinh dưỡng, mình gia tăng cái hoạt động của vi sinh ở trong những cái chu trình tái chế dinh dưỡng ở trong tự nhiên, ở trong đất. Thì lúc này có nghĩa là mình sẽ làm gia tăng cái quá trình phân giải những cái chất hữu cơ để mà tạo ra dinh dưỡng cho cây. Compost has been used as a fertilizer for a long, long time. There are records of it being used 2,000 years ago in Europe and even further than that in China. Và cái phương pháp mà sử dụng phân hữu này để bón cho cây thực tế là nó đã có từ rất lâu rồi. Ví dụ như là ở châu Âu đi là người ta đã sử dụng cách đây là 2.000 năm, và thậm chí là ở Trung Quốc là còn lâu hơn nữa, thời gian còn lâu hơn nữa. It is also a traditional Indian practice. Và đây cũng là một cái biện pháp canh tác nông nghiệp truyền thống ở Ấn Độ. Next slide. Okay, now we'll get on to worm farming, which is another way of rapidly breaking down organic matter to provide fertilizer. Và bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái cách mà mình tạo ra phân trùng quế, thì đây cũng là một cái cách rất là hay để mình sử dụng nó để mình phá vỡ, mình phân hủy những cái chất hữu cơ và đồng thời mình giải phóng ra chất dinh dưỡng cho đất, cho cây. There are two broad groups of worms. There are earthworms which live deep down in the soil, and they process the soil particles
But they do not feed on fresh organic matter. Thì nhìn chung thì nó sẽ có hai loại dung đất trong tự nhiên. Cái dạng thứ nhất là mình thường gặp á, mình gọi là dung đất. Thì cái dạng này là nó sẽ ăn những cái phần tử đất ở trong đất và nó sẽ làm xốp đất. The worms that are used in worm farming are different because they process very fresh organic matter. Còn cái dạng dung thứ hai là cái dạng này mình gọi là trùng quế. Thì cái con này là nó khác so với con dung đất. Thì trùng quế là đây là cái dạng người ta nuôi trong các trang trại và thức ăn của nó lúc này không phải đất giống như con dung đất, mà thức ăn của nó chính là những cái vật liệu hữu cơ còn tươi. There are several different species of compost worms, and the ones that are suitable for cool climates like where I live are different to the ones that are suitable for tropical climates. Và thậm chí là nếu mà mình nói về trùng quế thì nó cũng có nhiều loại trùng quế khác nhau. Ví dụ như có những loại trùng quế là người ta có thể nuôi được ở cái nơi mà khí hậu ôn đới. Trong khi đó thì cái loại trùng quế mà mình nuôi ở đây, khí hậu nhiệt đới thì nó là một cái loại khác nữa. But the principles of worm farming apply throughout the world. Nhưng mà cái nguyên tắc nuôi trùng quế thì nhìn chung là có thể áp dụng được cho tất cả mọi nơi luôn. The worm bed must be kept moist, but not too wet. If it's too wet, the worms will leave. Thứ nhất là cái bể nuôi trùng quế, cái khu nuôi trùng quế của mình là mình phải giữ cho nó ẩm. Nó ẩm nhưng mà không ướt. Tại vì mà nếu ướt, đọng nước quá thì những cái con trùng quế này nó sẽ đi. It is important not to feed them too much, because if you feed them too much, some of that material will not be eaten. And it will decompose anaerobically and become putrid, and the worms will leave. Và tương tự luôn, mình cũng đừng có cho nó ăn quá nhiều. Tại vì khi mà mình cho nó ăn quá nhiều thì những cái thức ăn còn động lại nó ăn không được đó, thì những cái đó nó sẽ bị giống như nó bị ôi thiêu, nó gã ra những cái mùi rất là khó chịu. Và khi đó thì những con trùng quế nó sẽ bỏ đi. You need to provide balanced feed. And so the balance between carbon and nitrogen is similar to what is needed in compost making. Và nuôi nó thì mình cũng cung cấp cho nó cái khẩu phần ăn hợp lý. Ở đây tức là cân bằng giữa carbon và nitơ. Nó cũng giống như cái phương pháp mà mình ủ, phân ủ vậy đó. Anything that once lived is suitable. So that includes animal manures, any kind of plants, and things that have been made from plants like paper. Và tất cả những cái thứ mà nó bắt nguồn từ hữu cơ, từ những cái sinh vật sống, thì mình đều có thể đem vô cho nó ăn được. Ví dụ như là những thứ bắt nguồn từ thực vật hoặc là động vật, như phân chuồng, lá cây và thậm chí là giấy. Giấy mình cũng làm từ cây, từ gỗ ra thì mình vẫn đưa nó ăn được luôn. The worm farm needs to be protected from birds, from rats, from the roots of plants, and from sun. If plants are nearby and they can get into that compost heap, into the worm farm, they will make good use of that material there, and so it won't be available to use as a fertilizer. Và cái bể nuôi trùng quế của mình thì mình cũng cẩn thận, mình tránh xa những cái, mình bảo vệ cái bể nuôi trùng quế, mình đừng có để mấy con chim hoặc là mấy con chuột đồ nó vô đó nó ăn. Và mình cũng che đậy lại, đừng có để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào. Và một cái mình cũng cần chú ý là mình cũng phải tránh những cái rễ cây, tại vì cái bể phân trùng quế của mình thực tế nó là phân cho cây, cho nên là nếu mình để sát mặt đất quá thì cái rễ cây nó sẽ mọc xuyên lên cái bể của mình, nó hút chất dinh dưỡng ở trong đó, thì nuôi một thời gian mình dở ra trong đó rễ cây không. The worm farm must be kept covered because worms only operate in the dark. And if it is exposed to the light, then they will only be operating deep down and not near the surface. Và mình cũng chú ý là mình đậy cái bể nuôi trùng quế lại, tại vì là mấy con trùng quế này nó không có thích ánh sáng. Nó chỉ thích những cái nơi tối thôi, cho nên là nếu mình dỡ cái bể trùng quế ra cho ánh sáng chiếu trực tiếp vào là tụi nó sẽ chui xuống dưới đáy, tụi nó trốn dưới hết. It is necessary to provide drainage
because the worms must have air in the mixture. So any excess water needs to drain out. Và mình cũng chú ý là mình làm cho cái bể nuôi này nó thoát nước tốt, nó đừng có đãi động nước. Tại vì là những con trùng quế này nó cũng cần thoáng khí, nó cũng cần không khí. If bad smells develop, or if it is too wet, the worms will leave. They will crawl up the walls of the building. They'll do anything they can to escape. Và khi mà cái bể nuôi của mình nó bị ướt quá hoặc là nó có mùi khó chịu quá thì những con trùng quế này nó sẽ bỏ đi hết, nó sẽ bò, nói chung là nó bán mạng, nó bò qua máng, nó bò 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 ra ngoài, tìm mọi cách để mà nó đi khỏi cái chỗ đó. Next slide. So what can worms eat? They are capable of processing about half their body weight per day. So 1 kilo of worms can eat 500 grams of fresh food per day. Vậy thì những cái con trùng quế này khi mình nuôi mình sẽ cho nó ăn những cái gì? Thì giờ nguyên tắc là một cái con trùng quế nó có thể ăn cái lượng thức ăn bằng một nửa khối lượng của nó. Thì điều đó có nghĩa là ví dụ như mình nuôi một tí kg trùng quế đi thì mỗi ngày mình có thể cho ăn nửa ký kg thức ăn. Manure from animals that have not been drenched is okay to use. But if drenches have been used to control intestinal worms, that will be poisonous also to the compost worms. À, và mình cũng chú ý luôn là đối với những cái con vật nuôi mà mình cho nó uống thuốc sổ dung rồi á, thì cái phân của nó mình đừng có nên đem vô đây cho những cái con trùng quế này nó ăn, tại vì về thực tế những con trùng quế này cũng là dung, mà nó gặp thuốc sổ dung nó ăn vô thì coi như nó cũng xong luôn. If there is any doubt about whether the animals have been drenched, then that manure needs to sit for at least 1 month so that any of the drench in there will be decomposed. Còn giả sử như mình có rất là nhiều phân chuồng nhưng mà mình nghi thôi, mình nghĩ là chắc là phân này có xử lý thuốc tẩy dung nhưng mà mình vẫn muốn sử dụng, thì làm sao mình có thể là mình đem những cái đống phân đó mình để một nơi nào đó khoảng chừng một tháng. Một tháng là cái thời gian đủ để mà nó phân giải những cái thuốc sử dụng ở trong đó, thì sau đó mình có thể đem trở lại mình làm thức ăn cho trùng quế. Any food waste from the kitchen can be used. Nhà bếp của mình á, ví dụ như mà có những cái phế phụ phẩm gì đó thì mình có thể mình đem ra mình làm thức ăn cho nó đều được. In fact, worm farms are a good method of processing kitchen waste, which is available every day, whereas compost making, it's not the kitchen waste is not suitable on a daily basis to add to a compost heap, but it is much more suitable for worm farms. Thì đối với cái cách này mình thấy là nó hay ở chỗ là mình có thể mình sử dụng nó để mình giải quyết cái vấn đề là những cái phế phụ phẩm ở nhà bếp. Tại vì nếu mình so sánh giữa cái phương pháp mà ủ phân, mà ủ trộn hoặc là ủ cố định đó, thì những cái phương pháp đó nó có đặc điểm là mình bỏ vật liệu vô cái một là xong, mình không có bổ sung gì thêm. Nhưng mà những cái phế phụ phẩm nhà bếp, ví dụ như rau cải, xà lách, xương cá, đồ này nọ mấy cái đó, thì đó là những cái mình thải ra hàng ngày. Thì đối với cái phương pháp nuôi dung này thì đây là cái phương pháp rất là phù hợp để mình xử lý những cái phế phụ phẩm đó. Newspaper is quite suitable to use, or office paper, as long as it is not glossy paper. Và như là đã nói đó thì giấy mình sử dụng làm thức ăn cho nó được, giấy báo hay giấy gì đó đều được hết. Nhưng mà chỉ có một cái là mình nhớ là những cái giấy bóng đó, những cái giấy bóng thì mình đừng nên sử dụng. It is necessary to tear up the paper or put it through a shredding machine, otherwise it will form large hard lumps there that is bit too hard for the worms to process. Và những cái vật liệu mà lớn, ví dụ như những nồi giấy bự hoặc là những cái lớn đó, thì mình cố gắng là mình làm cho nó nhỏ ra, mình nghiền nó nhỏ ra mình hãy cho ăn, chứ mình đừng để nguyên một cái tảng bự vô trong đó thì có thể là nó sẽ gây khó khăn cho quá trình ăn của những con. Paper is a high carbon material which is very good for balancing high nitrogen materials like kitchen waste. Thì đối với những cái giấy báo hoặc là những cái giấy dụng này nè, thì mình thấy là cái hàm lượng carbon của nó cao.
hàm lượng carbon cao thì khi mình để vô nó sẽ rất là hữu ích, tại vì đa phần là những cái phế vụ phẩm nhà bếp thì nó là hàm lượng nitơ cao, thì khi mình dung hòa vậy thì mình có thể cân bằng được cái khẩu phần ăn của dung. Hair from a hairdresser shop or feathers from a chicken processing works are suitable to put in the compost heap. Thậm chí là mình tóc ở trong những cái tiệm hớt tóc đồ này nọ, mình thấy dư quá mình đem vậy mình làm thức ăn cho nó cũng được luôn. Thậm chí là da phục, da đồ, những cái đó mà da da thiệt ăn đừng lấy da giả, mình đem mình làm thức ăn cho nó cũng được hết. Nói chung là tất cả những cái vật liệu mà từ những cái sinh vật sống thì mình đều có thể mình đem mình làm thức ăn cho nó được. You can also use tea leaves and coffee grounds from a coffee shop and that will not poison the worms. Thậm chí mình đi vòng vòng những cái quán nước, mình thu thập những cái xác bã trà hoặc là những cái bã cà phê rồi mình đem về mình làm thức ăn cho nó đều được hết. Small amounts of sawdust can be used, but it must be from untreated wood, not particle board. Cái mùn cưa mình vẫn có thể sử dụng làm thức ăn cho nó được, nhưng mà mình chú ý là thường là gỗ thì đa phần là họ sẽ có xử lý những cái chất mà chống mối mọt, thì mình cẩn thận cái đó, tại vì đối với gỗ mùn cưa mà từ những cái gỗ xử lý thì nó sẽ không phù hợp để làm thức ăn cho những con trùng quế này. Ngoài ra dán ép, cái mùn cưa mà từ dán ép thì mình cũng không sử dụng để mà mình làm thức ăn cho nó. Cardboard is also quite suitable. It's a good idea to soak it in water first before you put it in the worm farm. Những cái thùng cà tông thì mình có thể sử dụng, những cái thùng giấy cà tông mình có thể sử dụng để làm thức ăn cho nó, nhưng mà trước khi mình bỏ vô trong cái bể nuôi thì mình nhúng nước một cái cho cái thùng cà tông nó ẩm và mình không bỏ vô cái bể nuôi. Next slide. So the things that worms can't eat. One of them is fresh poultry manure because it is too high in ammonia and that will poison them. Vậy thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu là những cái vật liệu nào mà mình không nên cho con trùng quế này ăn. Thứ nhất là phân của gia cầm. Phân gia cầm mà còn tươi á thì mình không nên cho ăn, là tại vì cái hàm lượng nitơ của nó cao và nó có thể là nó gây đầu độc đối với những cái con trùng quế này. Fresh cow manure or fresh buffalo manure or sheep or goat manure is okay to use because it does not have such a high ammonia content. Và đối với những cái phân tươi, ví dụ như là phân bò, phân cừu, phân dê đều được hết, tại vì nó cái hàm lượng ammonia của nó không có cao, nhưng mà chỉ mình lưu ý đặc biệt là phân gia cầm tươi thì mình đừng nên để cho trùng quế ăn. Glossy paper like in magazines is not suitable because those inks are often made from chemicals. Đối với những cái giấy bóng, ví dụ như là giấy màu, giấy bóng ở trong những cái tờ tạp chí đồ này nọ đó, thì những cái đó thường mình đừng nên cho nó ăn, tại vì những cái đó thường nó tẩm quá chất ở trong đó. Newspaper, even if it is colored, is okay to use because the colors used for newspapers are made from vegetable materials and they are not toxic. Còn đối với những cái tờ báo của mình, mà thậm chí là tờ báo mà có hình màu đi chăng nữa thì mình vẫn cho ăn được. Chỉ có mình chú ý là những cái mà giấy bóng, mà giấy màu bóng á, của những tờ tạp chí á, thì mình mới không cho ăn thôi. It's important that any sawdust from timber must be untreated, natural timber, not with varnish on it, not with any sort of chemical treatment, and not from particle boards or veneers. Và mình cũng chú ý là như nãy là tôi có nói rồi đó, những cái mùn cưa thì mình chú ý là mình đừng có lấy từ những cái cây, những cái gỗ mà nó đã xử lý quá chất rồi, hoặc là đừng có lấy từ những cái dán ép, những cái mà nó đã xử lý nó có quá chất ở trong đó, nó tẩm màu, tẩm quá chất ở trong đó thì mình không nên sử dụng. It's important that any vegetation has not been sprayed with herbicides recently because that it possibly will poison the worms. Những cái vật liệu từ thực vật, ví dụ như rau quả đồ này nọ, thì mình cũng chú ý nếu mình cho ăn thì mình cũng phải đảm bảo là những cái này nó không có bị nhiễm thuốc diệt cỏ. Now the picture at the top shows materials that has gone rotten. It has gone putrid and that is producing toxins and it will poison the worms.
Và cái hình ở trên cùng mình thấy là những cái thức ăn này nó đã bị hôi thiêu rồi và nó có mùi rất là khó chịu. Nếu mình đem những cái thức ăn này cho con trùng quế ăn thì ngược lại nó sẽ gây đầu độc những cái con trùng quế này luôn. It is, if you have material like that, before putting worms in, it is important to add quite a lot of high carbon dry materials all in order to neutralize that, that smelly problem. Và khi mà mình có những cái vật liệu mà hôi thiêu như vậy đó mà mình vẫn muốn sử dụng thì sao? Mình có thể trộn vào những cái gơm gạ đồ, những cái vật liệu khô mà giàu carbon đó. Mình trộn vào đó để mình cân bằng lại cho nó đỡ mùi lại, rồi sau đó mình hãy đem vô cho những con trùng quế nè. The picture at the bottom shows worms which have left the worm bed because it, the conditions are not suitable. Và cái hình ở dưới cùng mình có thể thấy là những con trùng quế này nó đi khỏi cái bể nuôi. Họ hàng đồ này nọ nó cùng nhau đi khỏi cái bể nuôi hết, thì trong trường hợp này là do cái điều kiện nuôi không phù hợp cho nên là nó bỏ đi. So whenever you see worms leaving the materials, there's something wrong and you have to address that problem. Và khi mà mình nuôi mà mình thấy những cái con trùng quế này nó bỏ đi như vậy thì mình nên xem lại cái điều kiện nuôi của mình, nó đã có cái gì đó không ổn rồi đó, mình đã làm gì không đúng rồi đó, cho nên là nó mới bỏ đi như vậy. Next slide. You can use worm castings in a similar method to using the compost. Spread it thinly on the fields. You can soak it in water and filter it and spray it on plants. You can use the drainage liquid as a spray. Or you can put it in a potting mix mixed with sand in order to grow plants in a container. Thì cái cách sử dụng phân trùng quế này thì nó cũng giống như là cái cách mình sử dụng phân ủ gì đó. Thứ nhất là mình có thể sử dụng trực tiếp là mình gãi đều nó lên trên cái mặt ruộng của mình, hoặc là mình có thể mình trộn nó vào nước, mình trộn vào nước quậy đều lên rồi mình lọc, sau đó mình phun trực tiếp lên cây giống như là phân bón lá vậy đó, hoặc là mình có thể mình hòa nó vào trong trong cái đường nước tưới á, mình hòa phân trùng quế này vào để mình tưới cây, hoặc là mình có thể phun vào trực tiếp tưới trên cây luôn. Ngoài ra thì còn một cách nữa là mình có thể lấy phân trùng quế này mình trộn với những cái vật liệu mà mình trong những cái chậu trồng cây á, mình có thể trộn phân trùng quế trực tiếp vào trong những cái vật liệu đó để mình trồng cây trong cái chậu đó. The picture shows some students at a commune in Caracas in Venezuela who are using worm castings as a potting mix in order to grow plants. Và trong cái hình thì các bạn thấy là những cái người ở trong hình đó là họ đang sử dụng phân trùng quế để mà họ trộn với những cái vật liệu ở trong cái túi túi màu đen đó, sau đó thì họ sẽ trồng cây vào trong những cái túi màu đen đó. You need to be aware that weed seeds are not destroyed by worm farming, whereas in a hot compost they will be killed. Và có một cái mình cần chú ý đó là đối với cái phương pháp sử dụng phân trùng quế này thì những cái mầm cỏ dại đồ này nọ thì nó sẽ không có bị tiêu diệt so với cái phương pháp mà ủ nóng. Next slide. This picture is that in that same commune in Venezuela, lombricultura means worm farming, and the picture shows the beds that the worms are produced in. Cái hình này thì nó được chụp ở cái khu vực cùng cái tỉnh với Venezuela. Thì cái chữ mà ở trên bức tường mà người ta đang vẽ là cái chữ đó đang viết là ý nghĩa là người ta nói trang trại nuôi trùng quế. Và mình thấy ở phía dưới là nó có những cái bể. Ở phía dưới nó có những cái bể nuôi trùng quế ở dưới. Yeah. Worm farm, worm compost is high in nutrients, high in microorganisms, suppresses diseases, and it's actually better than compost. Và thực tế nếu mình so sánh giữa phân trùng quế này so với phân ủ thì phân trùng quế này có nhiều cái ưu điểm hơn rất là nhiều, ví dụ như là hàm lượng dinh dưỡng nó cao hơn, hàm lượng vi sinh nó cao hơn, và đồng thời nó cũng có khả năng nó ức chế những cái mầm bệnh cho cây.
It is easy to do. It is low cost. Và nó cũng dễ nuôi nữa và cái chi phí của nó cũng thấp. It is a good way of processing daily kitchen waste. Và đây cũng là một cái cách rất là tốt để mà mình tận dụng những cái phế phẩm nhà bếp. Now the compost worms will also survive in soil as long as that soil is well mulched and is moist. And I've found quite a lot of compost worms in my soil from applying the worm farming compost. Và khi mà mình bón cái phân trùm quế này xuống dưới đất rồi mà nếu như mà cái đất nó đủ ẩm á, thì những cái trứng mà còn sót lại trong cái phân trùm quế này nó vẫn có thể nở thành trùm quế, và nếu như mà đất của mình đã được phủ bồi những cái vật liệu hữu cơ và nó ẩm thì những cái con trùm quế này vẫn có thể tồn tại được ở trong đất. The worms reproduce quite rapidly, so you will end up with too many, but you can feed them to fish or to poultry, or you can sell them to somebody else to start a worm farm. Và những cái con trùm quế này nó sinh sản rất là nhanh, cho nên là khi mà cái mặt số của nó nhiều thì mình có thể lấy những cái con trùm quế này mình đem làm thức ăn cho cá, hoặc là mình làm thức ăn cho gia cầm, hoặc là thậm chí mình có thể bán những cái con trùm quế này đến những cái trang trại mà người ta muốn nuôi. Next slide. Now, I've got quite a few slides of different ways of raising compost worms. Và cái cách mà nuôi trùm quế thì thực tế là mình có rất là nhiều cách khác nhau để mình nuôi nó. These are concrete bins that are used on a communal farm in a cooperative in Venezuela. Và đây là một trong số những cái mô hình nuôi trùm quế mà ở Venezuela. Next slide. This is a worm farm in a bathtub at my brother-in-law's place. So it is important to have the bathtub raised up on blocks and have a container underneath to catch the excess water. Và cái mô hình mà nuôi trùm quế này là của ông anh họ của tôi, và mình thấy là cái bể nuôi thực tế là nó từ cái bể nhà tắm của mình ấy, bể cũ và đem ra nuôi. Thì nói chung là quy tắc nuôi nó cũng giống nhau thôi, đó là mình làm sao cho thoát nước tốt, mình đừng có để động nước, và khi mà cái chỗ mà thoát nước ra thì mình nên có một cái thùng để mình đựng những cái nước thoát đó để nó nhiễu xuống, thì mình có cái thùng mình hứng ở phía dưới. Thì this bathtub is covered with a sheet of roofing iron, old roofing iron, which is held up by a board and lowered down when you're not adding material to it. Và ở trên cái bể nuôi thì nó có cái miếng thiếc nó che đậy lại, tại vì là như tôi nói là trùm quế nó thích ở những cái nơi tối đó. Thì khi nào mình bỏ vật liệu vào thức ăn vào cho nó thì mình lấy cái cây mình chổi lên. Chổi miếng thiếc mình dỡ lên, bỏ vật liệu vào, khi xong rồi thì mình lấy cây chổi ra thì cái miếng thiếc nó sẽ đậy lại. It is a simple and effective method if you have spare bathtubs, which is quite common in Australia, because if a bathtub gets old and damaged, then people throw it out. So they're usually available for free. Và cái phương pháp mà nuôi này thực tế là nó rất là tiện lợi và nó rất là phổ biến ở Úc. Tại vì cái giả sử như cái bể nhà tắm của mình mà mình xài một thời gian thì bắt đầu nó cũ thì người ta có thể bỏ nó, ta quăng nó ra đường, thì khi ta quăng ra đường chút xíu sau thì lại có một cái bể nuôi trùm quế mới được thành lập. Next slide. Now, my brother-in-law had a simple system. This one is a little bit more complicated, probably more complicated than is necessary. Và cái ông anh họ của tôi thì ông có một cái dạng bể nuôi nó rất là đơn giản hơn, còn cái hình này chỉ là nó mô phỏng thôi, nó nhìn nó phức tạp quá, nhưng mà tôi thấy thực tế là nó cũng đơn giản chứ nó không phức tạp đến mức như vậy đâu. You can see it is raised off the ground and there is a container underneath the outlet to collect the liquid. This is all important.
Và mình thấy là mình sẽ tập trung vào những cái quan trọng hơn, là thứ nhất là mình cần phải có những cái trụ để mình nâng nó lên, không có để cái bể nó tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Và cái thứ hai là cần phải có một cái ống thoát nước, và trong cái ống thoát nước này thì mình có một cái thùng hay cái gì đó mình đựng để nước thoát ra thì nó sẽ chảy vào bên trong. It's not essential to have the gravel down the bottom of the bath, but it probably helps with the drainage. Và mình thấy là ở dưới đáy bể người ta để những cái hòn sỏi hoặc là những cái đá nhỏ ở dưới đó, thì thực tế cái này nó cũng không cần thiết, nhưng mà cái nguyên lý của nó chắc có lẽ là để cho nó thoáng khí hơn, nó không có bị động nước. Above that gravel there is a liner of shade cloth, or it can be some other material that allows water to pass through but not the worm castings. Thì trên cái lớp mà sỏi, trên cái lớp đá nhỏ này thì nó sẽ là một cái lớp vải để mà mình chặn ngang, và ở trên đó thì mình sẽ nuôi trùng quế ở trên. Thì cái lớp vải này là mục đích là để cho nước nó có thể thấm xuống, nhưng mà nó có thể giữ lại những con trùng quế ở trên. Thì nói chung mình có thể thay thế bằng vật liệu nào cũng được, miễn là nước thấm được, nhưng mà những con trùng quế nó không chui qua được là được. The worms live above that, and then every day the feed is put on top of that. Và những con trùng quế thì nó sẽ sống ở trên cái lớp vải đó, và mỗi ngày thì mình bỏ thức ăn vào cho nó. It is covered to keep the light out and to protect it from any predators. Và mình cũng chú ý là mình đừng có để ánh sáng chiếu trực tiếp vào, và mình cũng bảo vệ những cái con trùng quế này tránh khỏi những cái con mà ăn nó. Next slide. Here's another one just made from a wooden box. It's rather similar to the bathtub one, but it depends what materials you have available. Và một dạng bể nuôi khác nữa là mình có thể làm bằng cái khung gỗ. Dù trường hợp này thì về cơ bản nó cũng giống như là cái cách nuôi ở trong cái bể mà tắm, cái bể tắm thôi. Nhưng mà cái này thì tùy theo mình có vật liệu nào thì mình xài cái đó. Dù mình có gỗ thì mình có thể đóng thành cái này để mình nuôi. Next slide. Now, this picture is taken at a very large scale commercial vermicompost making works in at Wodonga in the north of Victoria. Và cái hình này thì nó được chụp ở một cái trang trại nuôi trùng quế và thương mại quá, thì họ nuôi trùng quế với quy mô lớn để mà họ bán. A few years ago, I took Dr. Kien and Ty and Jeff to see this worm farm, so we were given a guided tour. Và hình như là khoảng vài năm trước cái gì đó thì tôi nhớ là tôi có đi cùng với chỗ tiến sĩ Kiền, với chỗ anh Thái, với anh Hiệp, thì đi tham quan cái khu nuôi này. Thì lúc đó thì cũng đến đó cũng tìm hiểu coi ta nuôi như thế nào. These worm beds are not covered. They are very long rows, and so that the people told us that there was no problem with birds attacking the worms. Và nếu như mình nhìn vào cái cách nuôi này thì mình thấy là nó có một số cái không đúng, ví dụ như là nó không có cái chỗ để che nắng lại để bảo vệ khỏi mấy con chim đồ này nọ. Nhưng mà những người nuôi ở đây họ nói là không sao, họ không có thấy mấy con chim nó tấn công mấy con trùng quế. Now the materials were composted first, so that they would not heat up in the long rows. Và đối với cái cách này thì những cái vật liệu mà mình cho nó ăn á, thì mình bắt buộc là mình phải ủ cho nó hoai trước rồi mình mới bỏ vô đây. Tại vì nếu mà những cái vật liệu mà chưa ủ hoai khi mình bỏ vô đây thì có thể là nó sẽ diễn ra quá trình ủ. Và quá trình ủ này thì nó sẽ tạo cái nhiệt độ cao, và nhiệt độ cao này thì có thể là nó sẽ giết những con giun luôn, những con trùng quế ở trong đây luôn. Because if the rows did heat up, then the worms would leave, or else they would be killed by the heat. Thì như tôi nói đó, nếu mà mình không có ủ kỹ mà mình đưa vô mình làm thức ăn cho những con trùng, thì khi nó nóng lên thì những con trùng quế này nó có thể nó bỏ đi hoặc là chết trong đó luôn. Next slide.
This is an example of a worm farm under shelter. And this is from Iran, where summers are very hot and winters are very cold. So it gives an even temperature to the worm beds. Và cũng có một cái mô hình mà nuôi trùng quế ở trong nhà kính luôn. Thì cái mô hình này nó ở Iran. Nguyên nhân là tại vì chênh lệch về nhiệt độ giữa giữa các mùa nó cao. Ví dụ như mùa nắng thì nó nhiệt độ rất là cao, nhưng mà ngược lại như mùa khô thì nhiệt độ nó lại rất là lạnh. Thì cho nên là những con trùng quế này thì nó chỉ thích hợp sống ở nhiệt độ mà nó cân bằng thôi, cho nên là người ta mới nuôi trong những cái nhà kính này. Thì trong nhà kính này mục đích là để bảo vệ nó. Next slide. This is a system used by my son in Melbourne, and it is a system of drawers. And so you put the material in the top drawer, and then when that is being processed, then you move that down and put another drawer on top and start using that. And the worms move from one drawer to the other drawer. And finally, when it's all processed, you can take out the bottom drawer and put it on the garden. Và cũng có một cách nuôi là mình sử dụng những cái ngăn như vậy. Thì con của tôi là có dùng cái cách này, là con tôi hiện tại giờ đang ở Melbourne đó. Thì mình nếu như mình thấy có những cái ngăn khác nhau đúng không? Thì đầu tiên là ở trên cùng á, những cái vật liệu nhà bếp đồ này nọ, những cái rác thải đồ này nọ mình sẽ để vào trong đó để làm thức ăn cho những con trùng quế này. Và sau khi mà đầy rồi thì bắt đầu mình để một cái ngăn gỗng ở phía trên, và tương tự mình để rác thải vào trong đó. Thì những con trùng quế khi nó ăn hết ở dưới thì nó có thể di chuyển các ngăn với nhau, qua lại với nhau thì có thể di chuyển lại lên trên. Thì ở trên khi đã đầy rồi thì tương tự lại để một cái ngăn trống lên trên, chồng lên nữa. Thì cứ thế tương tự như vậy, thì đến khi mà đầy rồi thì cái ngăn đầu tiên á, thì lúc này nó cũng đã hoai rồi, nó đã sử dụng được rồi, thì lúc này mình bón cho cái vườn của mình. This system is used for daily kitchen waste, but it is balanced with some shredded paper and some dry grass, so that the nitrogen content is not too high. Và cái này thường là người ta sẽ bỏ những cái phụ phẩm nhà bếp vào là nhiều, nhưng mà biết là những cái phụ phẩm nhà bếp thì thường là nitơ nó cao, cho nên là mình có thể mình bổ sung thêm những cái khác để mà mình cân bằng carbon lại. Ví dụ như mình có thể bỏ gom gạo hoặc là cỏ khô đồ này nọ thì mình bỏ vô. Next slide. This system is used at an organic farm in Thailand, and the worms are in these bowls, and I did not ask the man, Mr. Pita, what happens about drainage, but this is the system that he uses. À, cũng có cái mô hình là họ nuôi ở trong những cái thao nhựa như thế này. Ví dụ như là cái anh này tên là Ita ở Thái Lan, thì lúc đó là tôi có đến tôi coi cái mô hình này. Mà lúc đó quên hỏi, tại vì nếu mình nhìn vô cái thao mình thấy là đâu có hệ thống thoát nước đồ này nọ đâu, thì không biết là cái anh này anh xử lý cái vấn đề đó như thế nào, nhưng mà vẫn có những mô hình mà người ta nuôi trong những cái thao nhựa như thế này. Next slide. This is another example from Iran, and it's similar to the draw system that my son uses, but it is on a much bigger scale. Và cái mô hình này mình thấy thì nó cũng na ná như là cái mô hình mình nuôi trong những cái ngăn mà giống như là con tôi áp dụng vậy đó. Nhưng mà về quy mô thì nó rộng hơn, nó lớn hơn. Next slide. Okay, now when you want to use the worm castings, there are a few different ways of separating the worms from the castings, so that you're not putting them all on the garden or in the field. Và sau khi mà mình nuôi trùng quế một thời gian rồi, mình muốn lấy phân trùng quế để mình bón, thì cái việc đầu tiên là mình cần phải tách những cái con trùng quế này ra. Mình chỉ lấy phân mình bón thôi, chứ mình không có bỏ luôn những con trùng quế vào trong cái ruộng của mình. One technique
Like if you're in a large container like a bathtub, put all of the feed on one side of the container and not on the other, and the worms will all move over, and you can get a spade and dig out the processed worm farms from the side, the processed worm casts from the side where the worms are not feeding. Thì có một số cách để mình tách những cái con trùng quế này ra khỏi cái phân của nó. Ví dụ như là nếu mình nuôi trong cái bể đi thì mình cho ăn, mình chỉ cho ăn ở một góc bể thôi. Góc bên kia mình không cho ăn. Hiện vậy thì tụi nó sẽ ùa về một bên, thì cái bên còn lại thì mình sẽ thu hoạch phân của nó. Now the worms particularly like fresh eggs. So break some eggs on one side of the container and they will all gather there and you can take the castings out from the other side. Và những con trùng quế này nó rất là khoái trứng tươi, trứng gà và trứng vịt tươi á. Cho nên là mình có thể đập một hai cái trứng gà tươi, trứng vịt tươi ở một góc của cái bể nuôi thì tụi nó sẽ ùa lại cái chỗ đó. Thì lúc này mình có thể thu hoạch phân ở cái góc còn lại. Another technique is to empty out the worm farm in the sun on a sheet and all of the worms will go right to the center to escape from the sunlight. So you can just take off all the worm castings from the top. À, còn một cách nữa là như là tôi có nói là tụi nó sợ ánh sáng mặt trời. Cho nên là mình dỡ cái nắp bể ra, cho ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào thì tụi nó chui xuống dưới đáy hết. Thì ở trên mình có thể mình thu hoạch phân của nó. That is what that man in the top left-hand picture is doing. Và đó chính là cái cách mà cái người đàn ông ở trên cái hình đầu tiên mà áo màu đỏ đó, ông đang làm, chảy ra cho ánh sáng mặt trời chiếu vô thì nó chui xuống dưới. Another technique is to use some kind of a sieve, a handheld one like in the top right picture, or a machine in the bottom picture, in order to separate the worms from the worm casts. Còn một cách nữa là mình có thể sử dụng những cái sàng lọc hoặc là những cái lưới lọc. Ví dụ như cái người đàn ông ở trên cùng bên phía tay phải thì mình thấy là ông đang sử dụng một cái sàng để mà bỏ trùng quế vào trong đó, trùng quế và phân trong đó, thì người ta lắc qua lắc lại thì phân sẽ rớt xuống trùng quế thì nó sẽ ở lại. Ngoài ra những cái mô hình này nó cũng có máy nữa, ví dụ như ở dưới cùng mình thấy đây là cái sàng ra bằng máy. Next slide. So you can use the worm castings in the same way that you use compost. Or a friend of mine had a commercial operation just at his house, and he used to put all the worm castings in an old washing machine, put the water in, stir it all up, and then extract the liquid and sell that in bottles to gardeners. Thì tôi có một ông bạn, ông sử dụng phân trùng quế thì ông làm bằng cách này. Ông bỏ phân trùng quế vô trong cái máy giặt á. Cái máy giặt chuyên về bên đó luôn, là ông lấy để ông làm đầu tư luôn máy giặt luôn. Thì ông bỏ phân trùng quế vô, ông bỏ nước vô, ông bấm lên cho máy giặt nó quay thì để trộn vào phân trùng quế hòa với nước. Thì sau khi đó thì ông mới lấy cái dung dịch đó, ông mới bán cho người ta làm phân. Another method of processing fresh organic waste is the use of black soldier flies. Để mà xử lý những cái phụ phẩm nông nghiệp hoặc là những cái phụ phẩm mà hữu cơ đó, thì ngoài ra mình còn một cách nữa là mình có thể sử dụng ruồi lính đen. This system works very well in the tropics and subtropics, but not so well in cool climates. Tại ruồi lính đen này thì cái cách nuôi á rất là phổ biến ở những cái vùng, ví dụ như là nhiệt đới, cận nhiệt đới, nhưng mà những cái vùng ôn đới thì người ta không nuôi được. If you do an internet search for Roy Linden, you will come across a lot of very good information in Vietnamese and some videos. Và nếu mình tìm hiểu trên mạng, mình đánh vô cái chữ ruồi lính đen thì mình sẽ thấy là có rất là nhiều những cái phương pháp nuôi ruồi lính đen hiệu quả ở Việt Nam, và đồng thời mình cũng có thể có hình ảnh hoặc là những cái video hướng dẫn rất là hay. You can use the same feeding system
and housing system as for the compost worms. Về cái cách cho ăn và về cái thiết kế bể nuôi thì nó y chang như là trùng quế. These flies repel other flies. Và có một cái rất là hay là những cái con ruồi lính đen này nó sẽ đuổi những cái con ruồi khác. The larvae, which is the on the bottom right, those little maggots, they provide very good food for fish and poultry. Và những con ruồi lính đen mà nó đang còn cái giai đoạn ấu trùng, ví dụ như ở dưới nhìn giống như mấy con dòi á, thì những cái con này nó làm thức ăn cho những cái con khác, ví dụ như cho cá hoặc là gia cầm rất là tốt. They multiply very quickly, so it does not take long before you have a surplus that can be used as a feed for animals. Và có một đặc tính cũng rất là hay, đó là nó sinh sản rất là nhanh, cho nên là nó có thể cung cấp một lượng thức ăn cho những cái con vật khác. The adults need flowers in order to obtain the extra protein from the pollen and the nectar in order to lay eggs. Và những cái con thành trùng, những cái con trưởng thành đó, thì lúc này nó sẽ cần hoa, ví dụ như mặt hoa rồi phấn hoa để mà nó duy trì dòng đời của nó. So daisy flowers, carrot flowers, many other different kinds of flowers are suitable, and you need to have them growing around your black soldier fly house. Thì những cái nhóm cây, ví dụ như là nhóm cây trong họ cúc hoặc là những cái nhóm cây trong họ hoa tán, thì những cái nhóm này đều là cung cấp cái bông hoa chứa mặt phù hợp cho nó. Ngoài ra thì thực tế là những cái cây có hoa khác cũng được. Nếu mà mình đã quyết định mình nuôi ruồi lính đen rồi thì mình đang trồng những cái cây có hoa xung quanh cái bể nuôi hoặc xung quanh nhà mình để mà làm cái nguồn thức ăn cho những cái con thành trùng. Next slide. You can make fertilizer using waste fish and a lot of other different materials like manures or weeds even. Mình còn một cách nữa là mình có thể làm phân cá, mình có thể ủ phân cá. Thì phương pháp này mình cũng ngoài ủ phân cá thì mình cũng có thể trộn với những cái vật liệu khác chung với nhau, chứ không nhất thiết là cá không, ví dụ như là những cái vật liệu từ thực vật, từ phụ phẩm nông nghiệp đồ này nọ mình trộn như mình chung cũng được, ủ chung cũng được. So any fish that have died in a fish farm should not be used in order to feed the other fish. It is good idea to turn it into fertilizer instead. Thì thông thường là khi mà người ta nuôi cá với những con cá chết á, thì người ta sẽ không cho phép sử dụng những con cá chết đó để làm thức ăn cho những con cá khác. Thì cho nên là thường là những cá đó sẽ bỏ đi, và có một cách là mình có thể tận dụng những cái con cá đó, mình đem về mình ủ, mình làm phân. There are many different recipes for making this. This recipe says chop up 2 to 3 kilos of fish, add 1 kilo of brown sugar and 16 liters of water. Thì có rất là nhiều cách để mà mình làm phân cá khác nhau. Thì ví dụ như đây là một ví dụ là mình chặt nhỏ ra từ 2 đến 3 kg cá chết, và sau đó thì mình bỏ vô 1 ký đường nâu vào, và mình bỏ thêm 16 lít nước vào. Put it all in a container with the lid and let it ferment for 1 month. Và sau khi xong rồi thì mình mới đậy cái thùng chứa lại và mình để nó cho nó ủ khoảng chừng 1 tháng. And then you stir it daily in order to keep it aerated. And then when it's ready, you dilute it and you spray it on the soil or on plants. Và khi mình ủ như vậy thì mình khuấy đều mỗi ngày, và đến khi nào mà nó đã ủ xong rồi thì mình có thể mình pha lỏng nó ra và mình phun vào đất hoặc là mình phun lên cây cũng được. You can use similar kinds of methods for weeds or for manure. Và cái cách tương tự như vậy, như nãy là tôi có nói đó, thì mình có thể trộn những cái xác của thực vật hoặc là những phân vào, nhưng mà đó là những cái cách ủ khác. Ví dụ như thay vì mình sử dụng vật liệu là cá thì mình có thể thay vật liệu này thành cỏ, mình ủ cỏ vô, hoặc là mình không thì mình có thể ủ phân chuồng vô thì cũng được. Next slide.
Now, I'm going to talk briefly about biochar, which is a system for rapidly improving low carbon soil. Và bây giờ là tôi sẽ nói ngắn gọn về cái phương pháp mà chế tạo phân than sinh học. Thì cái cách này nó rất là hay đối với những cái đất mà nó có hàm lượng carbon thấp. I have a friend in eastern Thailand who grows rice, and in that soil the organic matter level is only 0.5%, which is very low. Và tôi có một ông bạn ở Thái Lan, ông trồng lúa, và trong giai đoạn đó là tôi nhớ là cái hàm lượng hữu cơ trong đất là chỉ là 0.5% thôi, thì mình thấy là nó rất là thấp. It is quite difficult to quickly increase organic matter levels in tropical soils. So he is using biochar, which is crushed charcoal, in order to quickly raise the carbon levels in that soil. Thì đối với những cái đất mà ở vùng nhiệt đới thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian để mà mình gia tăng cái hàm lượng carbon, mình gia tăng cái hàm lượng hữu cơ trong đất. Thì đối với cái phương pháp mà mình sử dụng than sinh học này thì đây chính là một trong số những cái phương pháp mà mình có thể làm gia tăng cái hàm lượng carbon ở trong đất nhanh chóng trong thời gian ngắn. Next slide. There are some ways of making small amounts of charcoal. This is one example here. You dig a cone-shaped pit of any size and put dry burnable material into that pit and set it on fire. Và một số những cái cách mà mình tạo than sinh học, ví dụ như mình có thể nhìn vào hình, mình thấy là đầu tiên mình đào một cái hố hình phễu, rồi sau đó thì mình mới để những cái vật liệu cháy vào trong đó, rồi sau đó thì mình bắt đầu mình đốt. You keep adding more materials until the pit is full. Tương tự như vậy thì mình cứ bỏ những cái vật liệu cháy vào liên tục cho đến khi nào mà cái hố này nó đầy. When the flames die down, you cover it with wet hessian and soil. Và khi mà mình thấy là lửa nó bắt đầu nó sắp tàn rồi thì lúc này mình lấy cái bao bố mình chùm nó lại, bao bố ướt nha, mình chùm nó lại và sau đó mình đắp đất lại. This thing excludes a lot of the air, and so the material is processed quite slowly by the heat. Và khi mà mình đẩy lại như vậy thì lúc này lượng không khí nó sẽ không đủ, cho nên là cái quá trình cháy của nó sẽ diễn ra chậm lại. Several hours later, you can uncover it, dig out the charcoal. If it's still hot, put water on it and take out any wood that is not burnt. Và sau khi xong thì mình để đó khoảng một vài giờ sau thì mình mới đào lên, mình dỡ cái lớp ba bố ra. Rồi then you crush the charcoal and either add it directly to the fields or mix it with compost, worm castings, microbial preparations and then add it. Have you gone, Doug? Hello, Doug. Sorry, Alan. Probably he got internet connection problem. Yeah. Just wait a second. If not, I try to translate or Kang or Mr. Kang. Okay, Mr. Kang. You can help to translate. What Alan want to share with us today, help Mr. Dad while waiting him to come back the Zoom. Kang? Okay. Hello, okay. Kang? Okay. Alan, you can continue. You can keep going. Mr. Kang will translate for you. Thank you. Yeah. Hi, Alan. So, do you have the PowerPoint presentation? No. From Mr. Dad, probably we have. Let me find. Sorry. Okay.
Đăng có đó không Đăng, em có mở màn hình luôn không? Sorry, xin lỗi các anh chị là cái đường truyền internet của bên chỗ cái người phiên dịch đang có vấn đề, chút xíu vấn đề cho đó là xin phép là một vài phút để nhóm hỗ trợ. We'll just wait a minute and I'll come back shortly. Okay. Okay. It's time for you to take some water. Mình nghĩ khoảng 5 phút nha anh chị. Khi chờ đợi mình lấy mấy câu hỏi cho thầy trả lời được không các bạn? Mà nhưng mà thầy đi rồi. Thầy đang đi lấy nước. Có một số câu hỏi chắc mình một số anh chị có thể mình chia sẻ là qua lại lẫn nhau á, tại vì một số kiến thức chút xíu đi càng chút xíu anh sẽ hỏi. Dạ rồi, không nghe em nha. Đề xuất nhớ mình. Ok, chút xíu tới phần thảo luận mình sẽ hỗ trợ. Ok. Rồi. Thầy cho thầy cũng nghĩ sẵn nghĩ giá nào chút xíu. Cái file này hơi bị nặng à. Chỗ Đăng có sẵn mở file không Đăng? Em share luôn màn hình Đăng ơi. Đăng tải về hơi chậm á. Bị cái gì rồi thầy? Em có file của Alan, em show màn hình giùm thầy. Anh Đạt vào lại thầy ơi, tại vì bên em bị trục trặc mạng điện á. Anh Đạt vào lại chưa? Alo Đạt. Được chưa? Đâu không thấy nè. Bên em bị sự cố về điện nên nó mới cúp nguyên khu. À ok. Ok, nếu mà Đạt trở lại kịp thời thì ok ha Khang. Có thể em hỗ trợ cái phần thảo luận nhóm ở sau cùng. Để dành sức, dưỡng sức để hỗ trợ cái phần phiên dịch thảo luận nhóm nha. Thầy có quyền con hết cho Đạt. Chưa, sorry. Rồi xe đi Đạt ơi. Ok. Ok, luckily Mr. Đạt come back. Ok, Alan, you can talking. Yeah. Thank yes. You. Yes. Before we were cut off, I was saying you crush the charcoal and you can mix it with compost or worm farming, worm castings or microbial preparations and add it to the soil. Ok, và sau khi mà mình dỡ cái mình đào lên rồi đào cái xăng cái than sinh học lên rồi thì mình coi mình dỡ ra hết rồi mình coi lúc đó thì nếu mà nó vẫn còn nóng thì lúc này mình mới bỏ nước vào, thêm nước vào cho nó nguội lại, và những cái nào mà chưa cháy thì mình bỏ đi. Thì đối với những cái than mà còn sót lại thì lúc này mình nghiền nát ra. Mình có thể nghiền nát ra, mình gãi trực tiếp với trên ruộng mình cũng được, hoặc là mình có thể trộn với phân ủ, hoặc là mình trộn với phân trùng quế, hoặc là mình có thể trộn với những cái chế phẩm vi sinh khác để mà mình bón cho ruộng của mình. The biochar improves the ability of the soil to hold water and nutrients, and it greatly improves the soil structure. Thì nó sẽ cải thiện cái khả năng giữ chất dinh dưỡng, khả năng giữ nước cho đất, và đồng thời nó cũng cải thiện cái cấu trúc đất rất là tốt. Next slide. Another method is to make the biochar above ground. So you cut pieces of wood to lengths of about 30 to 40 centimeters. Và còn một cách nữa là thay vì mình đào xuống thì mình có thể làm những cái than sinh học này ở trên mặt đất cũng được. Ví dụ như là mình cắt những cái khúc gỗ mà nó dài khoảng 30 đến 40 cm. Place one strong one upright in the ground and then lean the other wood, pieces of wood around that upright one. Đầu tiên là mình đặt một cái cây, mình cắm một cái cây mà cây lớn nhất, cái cây mà bự nhất cái chính giữa, rồi sau đó thì mình mới dựa những cái cây nhỏ xung quanh, mình mới dựa vào, mình làm nó cái cấu trúc giống như là cái núi lửa vậy đó. You finish that off with finer sticks on the edges and then cover it all with mud, leaving a little hole at the top.
và những cái cây lớn thì mình để ở trong và những cây nhỏ hơn thì mình để bên ngoài. Và sau khi xong thì mình mới lấy bùn mình chùm lại, nhưng mà mình chừa ở trên cái đỉnh của nó một cái lỗ. You make several air vents around the bottom of the heap. Còn gần ở dưới đáy thì mình cũng khoét một vài cái lỗ đều với nhau để mà mình cho không khí nó thoát ra. You light it at the top, and then when you can see fire from the air vents down lower down, block it all up with mud, and block the top hole up with mud as well. Thì cái cách đốt là mình sẽ đốt ở trên cùng trước, ở trên có cái lỗ đó thì mình đốt ở trên đó. Mình đốt ở trên đó rồi mình cứ để cho nó cháy tự nhiên đi, đến khi nào mà ở dưới những cái lỗ ở dưới bắt đầu mình thấy là nó cháy tới dưới rồi thì lúc này mình mới lấy bùn mình bít mấy cái lỗ đó lại. You leave it to cool, then you can take the mud off and crush up the charcoal and use it. Và mình cứ để đó cho nó nguội, khi nào cháy hết rồi nó nguội thì lúc đó mình bỏ cái lớp bùn đi và mình nghiền những cái than sinh học này ra. Next slide. There is a quite a large machine that can be used to do this too. The photo on the left shows the machine, shows it standing upright, and then the photo on the right shows it upside down. Thì ngoài ra nó cũng có những cái mô hình mà làm than sinh học mà mang tính chất mà công nghiệp quá, ví dụ như cái hình này mình nhìn ở bên phía tay trái là cái hình cái chỗ đó, cái lò đó nó nấu than sinh học cho mình, và cái hình bên phía tay phải của các bạn là lúc này là đang lật úp cái đó lại. This is called the Contiki biochar maker. Và cái này là nó gọi ta gọi là Contiki, cái máy làm phân làm than sinh học. So this is used to make the biochar for the rice fields. Và cái cách này là mình có thể sử dụng để mình làm cái than sinh học cho những cái ruộng lúa của mình. Next slide. Okay, now we're going to look at using some legume plants in order to increase the fertility of the soil. So it's using living plants, and you cut pieces off that to put on the ground as a mulch. Ngoài ra mình cũng có cách là mình sử dụng những cái cây họ đậu á, mình sử dụng nó để mình làm phân cũng được. Thì khi mình trồng những cây họ đậu rồi, sau đó mình có thể cắt nó phủ lại đất, thì lúc đó mình có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho đất. There are many different methods of using these legume plants. Thì có rất là nhiều những cái cách khác nhau để mình tạo ra phân xanh, tạo ra phân từ những cái cây họ đậu. One method is to use them as green manure. So you plant them especially to as a fertilizer. You let them grow until they are just starting to flower, and then you chop them up or plow them in a few weeks before putting your main crop in the ground. Cái cách đầu tiên là mình sẽ trồng những cái cây phân xanh, và mình trồng cho nó đến khi mà nó bắt đầu giai đoạn ra hoa, thì lúc này mình mới bắt đầu mình cài nó xuống đất, dùi nó xuống đất hết. Thì mình dùi nó xuống đất ủ ở đó khoảng một vài tuần, sau đó là mình có thể trồng những cái vụ mới được. You can interplant them with maize, cassava, or tree crops, and then use them as a mulch. Or you can cut them and give them to animals. Còn một cách nữa là mình có thể xen canh, mình trồng xen với những cây ví dụ như là ngô, sắn hoặc là những cái cây lớn, mình trồng xen với nhau và mình có thể sử dụng nó như là phủ bồi, hoặc là mình những cái cây trồng sen nó đôi lúc mình vẫn thu hoạch được bình thường, hoặc là mình có thể lấy làm thức ăn cho gia súc. You can plant them into a crop of maize or rice a month before harvest, so that you've got it growing again in preparation for the following crop. Thậm chí là mình trồng liên tục cũng được, ví dụ như là cái ruộng ngô hoặc là cái ruộng lúa của mình mà đang sắp giai đoạn thu hoạch đó, thì lúc này mình trồng trực tiếp những cái phân xanh vô vẫn được luôn. Mình trồng xong rồi thì
khi mà cây măng xanh nó vừa nảy mầm lên thì mới nảy mầm nhỏ nhỏ thì lúc này mình có thể mình thu hoạch lúa với ngô. Thì khi thu hoạch xong thì lúc đó cũng là lúc những cây măng xanh bắt đầu nó phát triển lên. Next slide. You can use small plants or you can use trees. Here with there's a range of different kinds of trees that you can use in order to provide nitrogen from the roots and mulch when you cut them and feed for animals. Thì những cái cây phân xanh thì có thể là những cây nhỏ hoặc là cũng là những cái cây lớn mình đều sử dụng được hết. Thì tất cả những cây phân xanh này nó có đặc điểm chung là nếu mà mình sử dụng những cây hoa đậu thì nó có thể cung cấp đạm cho đất nè. Rồi mình có thể sử dụng những cây phân xanh này để mình phủ bồi hoặc là mình làm thức ăn cho gia súc. So some of these are suitable trees. There are others apart from these that I've mentioned. But Leucaena, Dafrosia, Sesbania, Cajanus, Calandra, Clericidia, Flamingia. Thì ở đây tôi đưa ra một số ví dụ về một số cây thôi. Thì ngoài ra thực tế là ở trong tự nhiên có rất là nhiều những cái loại cây khác nhau và nó phù hợp với nhiều cái đặc điểm dùng địa lý khác nhau. Cho nên là ở đây là một số ví dụ và các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể xem ở trên màn hình. Next slide. Now, these can be interplanted into a crop, as in the top picture shows. I think it's Dafrosia growing with maize plants. So that is cut frequently and used as a mulch. Thì đối với những cái cây mà tạo phân xanh thì có nhiều cách khác nhau. Ví dụ như là cái hình ở trên mình thấy là người ta trồng sen những cây cốt khí với những cái cây ngô. Và những cây cốt khí này người ta sẽ chặt, cắt nó ra và người ta phủ bồi lại cho đất. Or you can plant plant the fertilizer trees in alleys. So you have a couple of rows of the fertilizer trees, then quite a lot of rows of your main crop, like maize or cassava or something, and then another row of the fertilizer trees. Và ngoài ra thì những cái cây phân xanh này mình có thể trồng theo cái đường hành lang, dọc theo những cái đường đi cũng được. Ví dụ như là một cái hành lang, cái đường đi của mình trồng một hàng cây phân xanh, rồi sau đó thì mình trồng ngô, sau đó tới cái đường đi kế bên kia thì bắt đầu mình lại tiếp tục mình trồng hàng cây phân xanh nữa. In hilly country, you plant these trees on the contour and that will help stop the soil erosion. Còn đối với những cái vùng đồi núi cao thì mình có thể mình trồng quanh những cái bờ ghìa. Những cái bờ ghìa thì cách trồng như vậy thì có thể là trồng theo kiểu bậc thang á, quanh những cái bờ ghìa ngoài á, thì cái cách này có thể giúp hạn chế được rửa trôi, xói mòn đất. You can use these fertilizer trees in a rotation. So a good example is Leucaena. You let it grow only for a few months, then cut it down and plant your next crop amongst it. Ngoài ra thì mình có thể trồng lưng canh cũng được chứ không nhất thiết phải sen canh, mình lưng canh với những cây trồng chính của mình. Ví dụ một trong số những cái ví dụ ở đây, ví dụ như mình trồng cái cây keo dậu đi. Mình trồng cây keo dậu thì cây keo dậu nó chỉ mất khoảng một vài tháng thôi, mình trồng vài tháng xong rồi sau đó thì mình mới mình cài xuống đất làm phân xanh cho cây và sau đó mình mới trồng cái vụ tiếp theo. Well, you can plant the fertilizer trees on the edges of the field and use them for fences and then keep pruning them and use the prunings as a fertilizer. Ngoài ra thì mình có thể trồng ở bờ ghìa hoặc là mình trồng những cái bờ hàng rào, những cái phân xanh cũng được. Thì khi trồng xong thì mình mới chặt nhánh, chặt cành của nó ra, mình phủ lại cho đất, mình làm phân cho đất. Next slide. So here's an example of using trees for mulching. Now this the picture shows a mulching machine which chops up the materials, but you can just do it manually with a machete or something like that and just chop them up and use it as a mulch around your crop plants.
Thì đối với những cái cây phân xanh khi mình trồng thì mình có thể phủ bồi lại cho đất. Thì cái phương pháp là mình nhớ là sau khi mình chặt những cái cành cây phân xanh rồi, mình cần phải làm nhỏ nó ra trước khi mình phủ bồi. Thì đối với phương pháp làm nhỏ thì có thể là mình dùng máy, ví dụ như trên hình mình có thể thấy đó, là người ta bỏ vô trong cái máy và cái máy này nó sẽ tự cắt nhỏ những cái nhánh cây này ra và sau đó mình phủ bồi lại cho đất. Nhưng mà thực tế cái này mình có thể làm thủ công cũng được, mình lấy dao rồi mình chặt nhỏ nó ra mình phủ bồi lại cho đất cũng được. So one example is planting rows of trees, Clerocedia or Lucina, on the contour, and then you cut them down to 1.8 meters at the end of the dry season. Ví dụ như đây tôi có thể đưa ra một ví dụ như là người ta trồng những cây, ví dụ như cây hồng mai, hoặc là người ta trồng những cây keo dậu ở xung quanh cái đường bờ ghìa ở châu, hoặc là đường bậc thang. Thì sau khi người ta trồng xong thì người ta có thể chặt những cái nhánh nó ra, nhánh thì chiều dài có thể là 1,8 mét. Và người ta thường người ta sẽ chặt vào lúc cuối cái mùa khô. Chop these up into 15 centimeter pieces while they are still green. Và sau khi xong thì cái cây, cái nhánh dài đó mình lại cắt nhỏ ra, mình cắt nhỏ ra là khoảng 15 cm. Cắt khúc ra trong khi mà nó còn tươi đó, thì mình cắt khúc ra xong rồi thì mình đặt theo những cái hàng cây mình trồng đó, mình đặt nó xuống mình phủ bồi lại đó. As the crop grows, you add this mulch around your crop plants. Thì khi mà cái cây trồng chính của mình bắt đầu nó phát triển lên thì từ từ mình mới đẩy những cái phủ bồi này vô là xung quanh làm phủ bồi cái cây của mình. After you've harvested the crop, then you could allow chickens in to spread the mulch and control any pests. Thì sau khi mình thu hoạch cái cây trồng chính của mình rồi, mình có thể thả gà vô. Thả gà vô trong đó thì những gà nó bư, nó sới như vậy thì có thể nó giúp nó phát tán, nó làm trải đều những cái lớp phủ bồi cho mình, và đồng thời những con gà này nó cũng góp phần nó kiểm soát sâu hại ở trong cái ruộng của mình. Next slide. Now I'm going to show some pictures of some different alternative plants that can be used. This one is Desmodium, which is a low growing legume plant with many many good uses. Và ở đây thì tôi sẽ ví dụ thêm một số cây mà có thể làm cây phân xanh rất là tốt. Ví dụ như là trên hình các bạn có thể thấy là cây hàng the, thì cây này làm phân xanh rất là tốt. It adds nitrogen to the soil because it's a legume. It keeps the soil covered and it improves the soil organic matter. Thì thứ nhất là nó sẽ thêm bổ sung thêm đạm cho đất, tại vì bản chất nó là cây hồi đậu và nó có thể là khi trồng nó có thể là che phủ đất cho mình, và đồng thời là nó làm cải thiện cái hàm lượng hữu cơ trong đất, và nó có thể sử dụng làm thức ăn cho vật nuôi, cho gia súc cũng được. It can be cut and fed to livestock or it can be used as mulch. Và ngoài ra thì mình có thể sử dụng nó để làm phủ bồi cho đất cũng được. It has a strong tap root, which means it can bring up nutrients from deep down in the ground and aerate the soil. Và cái loại cây này là nó là cây rễ cọc và nó ghim rất là sâu ở dưới. Thì khi ghim sâu ở dưới thì nó thứ nhất là nó có thể mang những cái khoáng, những cái dinh dưỡng nó tầng dưới đất lên cho cây của mình, và đồng thời là nó có thể cải thiện cái độ thoáng khí, cái độ xốp của đất, cải thiện cấu trúc đất. It's a perennial plant which lasts for about 6 years. Và đây chính là cây nhiều năm, cho nên là khi mình trồng một cái thì mình có thể duy trì nó được đến 6 năm. It's quite tolerant of shade, so it can be grown amongst fruit trees like bananas or mangoes. It will survive quite well in the shade. It needs to have 900 millimeters rainfall as a minimum. Và cái cây này thì nó có thể mọc được ở những cái nơi mà thiếu sáng, thì cho nên là mình có thể trồng phủ bồi ở những cái vườn cây ăn trái đều được hết. Mình trồng nó vô đó, ví dụ như là xoài mình trồng vô đó để cho nó phủ bồi, hoặc là chuối. Và nó cũng không cần lượng mưa cao nữa, nó chỉ cần khoảng 900 mm lượng mưa là năm là được rồi. It also helps control some pests. Và cái cây này thì nó cũng góp phần nó kiểm soát một số loại côn trùng gây hại. Next slide. Mucuna is a very vigorously growing bean plant with many different uses. Cây dây sắn thì cây này cũng là một trong số những cái cây mà mình trồng tạo phân xanh rất là
tốt, và cái cây này là nó thuộc dạng dây leo và dây leo nó phát triển rất là mạnh. Both the seeds and the leaves can be used for feeding animals. Và cái hạt của nó, cái trái của nó với lá của nó thì mình có thể sử dụng để mình làm thức ăn cho vật nuôi. It grows quite well in poor sandy soils and is very good for improving those soils. Và thậm chí là trong cái điều kiện đất, ví dụ như đất cát, nghèo nàn, cằn cỗi thì nó cũng vẫn có thể phát triển được. Và khi nó phát triển như vậy thì nó góp phần nó cải thiện cấu trúc đất đó. One method is to sow it in maize 2 months after the maize plants have emerged so that it keeps the ground covered, provides nitrogen, and then you can chop it and use it for mulch. So you mean we grow maize for 2 months and then we grow this plant, right? After two months? Between the maize plants. Okay, I see. Thì cái cách thì mình có thể là mình trồng những cái cây ngô, trồng những cây bắp đó. Trồng xong rồi sau đó cho nó lên khoảng 2 tháng. Thì sau khi mà nó lên khoảng 2 tháng rồi thì lúc này mình mới trồng cái cây dây sắn này vào ở giữa cái hàng ngô. Trồng những cây dây sắn này vào cho nó phát triển sau. Thì khi mà nó phát triển rồi thì mình có thể mình cắt những cái dây sắn này ra để mình phủ bồi lại xuống đất. In Central America, a method that they use there is to grow the beans for a few months, chop them down and then plant the maize in that mulch. Còn một cách mình làm ngược lại đó là mình trồng những cái dây sắn này trước cho nó phát triển lên, thì nó phát triển lên khoảng một vài tháng thì lúc này cắt những cái dây sắn này ra, mình cắt nó, mình dùi xuống đất, lúc này mình mới trồng ngô lên. Next slide. Lab bean has got similar uses. It's another vigorous perennial plant. Thì đối với cái cây đậu ván trắng thì cách sử dụng nó cũng giống như cây đậu vừa rồi vậy đó. Nhưng mà đây là cái cây mà cây nhiều năm và nó phát triển rất là mạnh. The beans are edible for people and for animals. Và cái cây này mình ăn được, ví dụ như hạt đậu của nó mình ăn được và đồng thời nó cũng cung cấp đạm cho đất. It can be used as a green manure crop. So you plant it before your main crop, let it grow to flowering time, chop it up and then plant your main crop into that. Mình có thể trồng nó như là cây phân xanh cũng được, hoặc là mình xen canh nó với những cái cây khác. Thì đối với trồng cây phân xanh thì giống như phương pháp y vậy thôi, mình trồng xong rồi đầu mình cắt nó xuống, mình phủ bồi lại cho đất. Or you can plant it amongst the maize or sorghum plants. Hoặc là mình có thể mình xen canh nó với những cái cây, ví dụ như cây ngô hoặc là cây lúa miết, mình trồng xen canh lại. It only needs a minimum rainfall of 600 millimeters. And it can survive a long dry season. Thì đối với cái cây này nó chịu hạn còn dữ hơn những cây trước, ví dụ như là nó chỉ cần lượng mưa là 600 mm thôi và nó có thể tồn tại được trong những cái mùa khô mà những mùa không có mưa dài hạn nó vẫn có thể tồn tại được. Next slide. Centrosema is another one that can be used because it is a climbing plant. It is not a good idea to plant it amongst fruit trees because it will climb up them. Còn một cây nữa, ví dụ như là cây đậu bớm trong trường hợp này, thì đối với cây này mình chú ý thì đây là cây dây leo nó khá là mạnh, cho nên là đôi lúc nó sẽ không phù hợp để mình trồng trong những cái vườn cây ăn trái của mình, thì có thể nó leo chằng chịt vô cái những cái cây của mình. It adds nitrogen and it can be used as for livestock feed. And it is very deep rooted and drought tolerant. Nhưng mà một số đặc điểm hữu ích của nó, ví dụ như là nó là cây hoa đậu, cho nên là nó cũng sẽ bổ sung đạm cho đất và đồng thời nó có thể sử dụng để làm thức ăn cho vật nuôi, và đồng thời cái rễ của nó cũng sâu nữa, cho nên là nó có thể chịu được hạn. It grows quite well in poor acidic soil and improves that soil. Và nó có thể phát triển trong cái điều kiện mà đất mà hàm lượng axit cao, đất cằn cỗi nó vẫn phát triển được. It's also very good for suppressing imperata. Nó cũng rất là tốt trong cái việc mà mình sử dụng, mình trồng nó để mà cho nó lấn áp cây cỏ chanh. Next slide.
perennial peanut is a low-growing legume plant that its best use probably is to be growing in an orchard under fruit trees. Và cái cây lạc dại thì cây này nó cũng rất là hay để mình trồng, mình phủ bồi cho đất, và thường cái cây này nó sẽ phù hợp để mình trồng phủ bồi, mình trồng làm cây phân xanh đối với những cái vườn cây ăn trái. It doesn't grow very tall, but it can be used for livestock feed. It grows quite well in the shade, gives nitrogen and prevents soil erosion. Cái cây này nó không có cao lắm, nhưng mà mình có thể mình cắt nó để mình làm thức ăn cho vật nuôi, rồi nó có thể phủ bồi cho đất, bổ sung đạm cho đất, và đồng thời thì nó mọc nhiều như vậy, nó có thể hạn chế rửa trôi xói mòn đất. Next slide. So we'll look briefly at some of the tree legumes. Lucina has got many good uses. It's a, being a legume, it provides nitrogen. It also provides good livestock food, except for pigs and horses, because it's rather toxic for pigs and horses. Thì cái cây tiếp theo mà tôi giới thiệu với các bạn là cây keo dậu. Thì cái cây này nó cũng cung cấp nitơ, cung cấp đạm cho đất, và đồng thời nó có thể sử dụng để làm thức ăn cho vật nuôi, nhưng mà mình chú ý là mình không nên sử dụng làm thức ăn cho lợn với ngựa. In the north of Australia, it is planted out in fields to feed cattle. Và ở Úc thì những cái cây này người ta được trồng ở trên nhiều trên ruộng, và sau đó thì sử dụng để mà làm thức ăn cho bò. It's a fast growing tree. You can use it to cut it for mulch so it doesn't get too big. You can use it for firewood. It will grow in poor soil. And it also suppresses imperata. Và có những cái đặc điểm hay về cây này, ví dụ như là nó phát triển rất là nhanh, cho nên là mình có thể cắt nó để làm vũ bòi được nhiều lần, và đồng thời thì mình có thể sử dụng thân của nó để làm gỗ, gỗ đốt, hoặc là những cây nào phát triển rất là mạnh trong điều kiện đất mà nghèo nàn, và nó cũng có thể là ức chế cái mấy cây cỏ tranh. It needs good drainage, so it's not suitable in rice field land. Và cái cây này thì mình chú ý là mà nó cần cái điều kiện thoát nước tốt, thì cho nên là những cái nơi mà trồng những cái cây mà dùng đất ẩm ướt đồ này nọ, thì mình trồng cây này vào xen canh vào, hoặc là trồng làm cây phân xanh, thì nó sẽ không phù hợp. Next slide. Tavrosia, it has many of the same properties, except it is poisonous to livestock, so can never be used for animal feed. Thì đối với cái cây cúc khí này thì về cơ bản nó giống như những cái cây kia thôi, cách sử dụng về chức năng đồ này nọ, nhưng mà có một cái mình chú ý là nó độc đối với những cái con gia súc, cho nên là mình trồng cây này mình đừng nên sử dụng nó để làm thức ăn cho gia súc. You can make an insecticide out of it to control caterpillars, or you can use it for treating intestinal worms in animals, but you must know how much is safe to use. Thì đối với cây cúc khí này, mình có thể sử dụng nó để mà làm thuốc trừ sâu sinh học, để mình kiểm soát mấy cái con sâu tơ, con sâu non, và mình có thể sử dụng nó để tẩy dung cho vật nuôi cũng được. Hình như mình nói đó là bây giờ là nó độc đối với vật nuôi, nhưng mà cái liều lượng ít, thì mình khi mình xử lý những cái vật nuôi đó thì nó có thể giúp tẩy dung cho vật nuôi đó, nhưng mà mình chú ý là mình phải tìm hiểu kỹ là cái liều lượng là bao nhiêu. It's best used as a green manure crop, either by letting it just grow for a few months and chopping it up, or letting it grow taller and pruning it and using the prunings as a mulch. Thì cái cây này có thể sử dụng như là cây phân xanh, thì mình sẽ có một số cách. Thứ nhất là mình cứ để nó phát triển lên đến giai đoạn mà sắp sửa ra hoa, thì lúc này mình cắt nó xuống, mình chặt hết cây luôn, mình dùi xuống đất, mình làm phân xanh, hoặc là có thể mình để cho nó phát triển tự nhiên, nó phát triển cao lên luôn, rồi sau đó mình cắt tỉa những cái nhánh của nó, mình phủ bồi lại cho đất làm cây phân xanh cũng được. It's tolerant of poor soils and it is a good way of restoring degraded land. Và cái cây này thì nó chịu được cái điều kiện đất nghèo nàn rất là tốt, và nó là cái cây mà mình trồng để phục hồi đất cũng rất là tốt.
Sometimes it's used as a shade tree for coffee and tea plantations. Và một số trường hợp thì những cái cây cây cốc khí này người ta trồng để mà tạo bóng mát cho những cái cây cà phê hoặc là những cây trà. Next slide. Sesbania is, well, this particular Sesbania, Sesbania sesbum, is tolerant of wet conditions and it will actually grow in flooded rice fields. Đối với cây điên điển này thì nó cũng có một số loài cây điên điển khác nhau, thì trong trường hợp với cây điên điển vàng này nè thì cái cây này nó có thể mọc được ở những cái nơi mà ẩm ướt, những cái nơi ngập nước nó mọc được hết, thì cho nên là cây này mình có thể mình trồng làm cây phân xanh cho ruộng lúa của mình. It can be used as mulch and it can be used as livestock feed, and the leaves, the flowers and the pods can all be eaten by people. Và cái cây điên điển thì cũng như mình cũng quá quen rồi, mình sử dụng nó có thể làm vũ bòi hoặc mình làm thức ăn cho gia súc, rồi thậm chí là lá hoa với cái trái của nó thì mình có thể mình ăn được. It has shallow roots so it can compete with crops. Và có một cái chú ý là những cây điên điển này thì cái rễ của nó dễ cạn, cho nên là đôi lúc nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với những cái cây trồng chính của mình. So this means it probably should be grown separately from crops, although I have seen it growing in rice fields, and it probably does is not competitive there. Và nếu như mà nó cạnh tranh như vậy thì tốt nhất là mình nên trồng riêng chứ mình đừng nên trồng xen với những cái cây khác của mình, thì nó có thể nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với những cây khác. Even though it is tolerant of water logging, it's also very drought resistant and resistant to salt. Ngoài cái khả năng mà nó mọc được ở những cái nơi ẩm ướt, những cái đầm lầy, những cái nơi ngập lụt thì nó còn có khả năng chịu được hạn hán luôn, và đồng thời nó có thể chịu được những cái nơi vùng đất mà bị mặn. There are other species of Sesbania which are very suitable for planting as companion plants for fruit trees. Và có rất là nhiều những cái cây điên điển khác mình có thể trồng chung với những cái vườn cây ăn trái của mình, trồng xen canh. Next slide. Pigeon pea, Cajanus cajuns. Pigeon pea in English is a valuable food crop as well as a very good companion plant, especially for maize. Và cái cây đầu chiều này thì có thể sử dụng trồng chung với những cái trồng xen canh chung với những cây khác, ví dụ như là cây ngô. It's a small tree, only up to 5 meters high, suitable for semi-arid conditions, and a good companion plant for maize and sorghum. Thì cái cây này chiều cao của nó từ 2 đến 5 mét thôi, và nó phù hợp trong những cái điều kiện khô hạn, ví dụ như đất mà khô hạn vẫn trồng được nó, và có thể mình trồng xen canh nó với những cây lúa miếng. The fresh pods can be used for human food, and the dried seeds are also human food, and both the leaves and the pods and the seeds can be used to feed livestock. Thì những cái đọt non hoặc là những cái trái của nó, mình hạt của nó thì mình có thể sử dụng làm thức ăn cho con người. Ngoài ra thì những cái tất cả những bộ phận khác thì mình cũng có thể sử dụng làm thức ăn cho gia súc được. Next slide. Caliandra, it's as well as being a very good nitrogen provider, it is an excellent stock food plant. It's used quite a lot in East Africa for dairy cows. Và cái cây này thì nó cũng cung cấp nitơ rất là tốt, và nó có thể sử dụng để mà làm thức ăn cho gia súc. Và ví dụ những cái trang trại mà người ta nuôi bò sữa thì người ta cũng sử dụng những cái cây này, thì nó sẽ làm gia tăng cái hàm lượng sữa của vật nuôi những con bò. It's very easy to grow, and you often see it growing wild on roadsides. Và nó cũng rất là dễ trồng, cây này rất là dễ trồng. Next slide.
Pleurisedia is another one used for stock feed, green manure, and for shade for tea and coffee and cocoa. Và đối với cái cây này thì cũng giống như vậy thôi, nó cũng là cây họ đậu và nó cũng làm thức ăn cho vật nuôi và nó cũng có thể làm cây phân xanh và nó có thể che bóng mát cho những cái vườn cà phê hoặc là những vườn trà. In the wet season, it can be cut every 6 weeks to feed animals or to use as mulch. Và nó phát triển rất là nhanh, ví dụ như là ở những cái mùa mưa đi là cứ 6 tuần là mình có thể cắt nó xuống một lần để mình làm cây phân xanh rồi. Next slide. Flaminia is one more, which is quite commonly used, I think, in the northern parts of Vietnam. It's an interplant for coffee, bananas, pineapple, citrus, cinnamon, mulberry. It can be cut down to 75 centimeters about every 16 weeks. Thì cái cây này tôi nghĩ là chắc là rất là phổ biến ở miền Bắc, ở Việt Nam. Cây này người ta có thể trồng xen với cà phê, chuối hoặc là dứa hoặc là những cây có muối hoặc là cây cinnamon, cây quế hoặc là cây dâu tằm trồng chung với nhau và mình có thể cắt nó ra, mình chắc sau khi lớn lên là mình cắt ra thành từng khúc khoảng 75 cm và cứ 16 tuần thì mình cắt một lần. It's used as a mulch, a green manure and to control erosion. Và nó có thể sử dụng để phủ bồi hoặc là sử dụng làm cây phân xanh và nó có thể kiểm soát xói mòn. The pods can be given to animals to control intestinal worms. Và cái trái đậu này mình có thể cho những con vật nuôi ăn để mà mình tẩy dung cho nó. Next slide. Okay, this one it's not a legume. It's a daisy plant, which is also commonly growing wild along roadsides. Và cái cây này thì nó không phải là cây họ đậu nhưng nó thuộc cây họ cúc nhưng mà nó cũng được trồng rất là phổ biến dọc đường. Its very good value is for releasing phosphorus because it can take up phosphorus out of the soil that other plants can't get, and so you can cut the plant, cut the leaves, cut the branches, use it as a mulch, and that will allow phosphorus to be available for other plants. Cái cây này thì nó giải phóng lăng cho đất, cho nên là khi mình trồng xong rồi mình cắt ra mình làm phân phủ bồi đồ này nọ thì nó sẽ bổ sung lại lăng cho đất. It's also good for controlling termites, striga, and nematodes. Và nó cũng tham gia vào nó kiểm soát những cái con mối hoặc là những cái cọ ký sinh hoặc là tiến trùng rất là tốt. Okay, I think that's the last slide, isn't it? Và tôi nghĩ hình như là cái này là cái slide cuối rồi phải không? Yes. Okay, so there are many, many different ways that organic farmers can use to increase the soil fertility. Without relying on chemicals. It takes more planning and it might take more work, but it can be done quite successfully. À, vừa rồi thì các bạn thấy là tôi trình bày rất là nhiều những cái phương pháp khác nhau để mình bổ sung chất dinh dưỡng cho đất. Thì rõ ràng là mình có rất là nhiều những cái phương pháp trong nông nghiệp hữu cơ chứ không nhất thiết là mình phải dựa vào phân hóa học. Nhưng mà đối với những cái phương pháp mà tôi vừa trình bày thì nó có một đặc điểm chung là mình phải tính toán được cái mùa vụ, mình phải tính toán được thời gian đồ đàng hoàng để mình trồng như thế nào hợp lý, thời gian nào mình cắt, thời gian nào mình phủ bồi lại đất cho nó hợp lý. So I think now we can join the discussion breakout rooms in order to think about the three questions that have been put to you. Và bây giờ là tôi nghĩ chắc là đến lúc mình thảo luận rồi và mình thảo luận về ba cái câu hỏi mà tôi đưa cho các bạn để mình thảo luận cùng với nhau để mình trả lời những câu đó. Okay, so hi, Dan Thai, are you there? Yes, I'm here. Okay, so okay. It's time for a discussion and I and Alan will take a rest. Finish, right? Okay. Thank you. Cảm ơn Đạt.
Thái đã thông báo lên chương trình bữa nay là cách tổ chức, cái Thái đã do làm đi cách tổ chức thảo luận. Alan, I think Thái will introduce you how to organize the discussion today. Are you there, Thái? Thầy đợi thầy Thái một tí, thầy Thái bị sự cố mạng, thầy bị out rồi. Yeah. Alo thầy Thái ơi, thầy có đang không ạ? À rồi, ok. Em ok. Xin chào các anh chị, xin lỗi có một số trục trặc về cái mạng internet. Thì đó là bây giờ chúng ta sẽ đến cái phiên thảo luận nhóm, thì chắc là ban tổ chức sẽ chia sẻ các anh chị về cái chương trình làm việc của cái phiên thảo luận nhóm hôm nay. Xin phép để Thái sẽ share cái màn hình. Rồi, đăng ơi, em thấy màn hình đúng không đăng? Alo. Hello. Ok Thái ơi. Dạ dạ, cảm ơn chị. Chắc là muốn phản hồi của Đăng mà nó không nghe. Rồi. Rồi trước tiên là cái chương trình làm việc của cái phiên thảo luận nhóm hôm nay, đó là Thái sẽ giới thiệu ba cái câu hỏi của giáo viên. Giống như mỗi khi chúng ta có 2 đến 3 câu hỏi các trong mỗi cái buổi thảo luận nhóm. Cái phần thứ hai đó là ba cái câu hỏi này là chúng ta đã cần các học viên, các anh chị là giúp điền cái form qua cái Google Form, nhà ban tổ chức có thể giúp gửi cái đường link của Google Form để các anh chị học viên có thể giúp trao đổi thảo luận các cái câu hỏi của giáo viên đặt ra. Rồi cái phần thứ hai thì Thái sẽ trình chiếu cái câu hỏi ở khung chatbot để ông Alan có thể là trực tiếp trả lời cho các học viên. Bởi vì hôm nay ban tổ chức nhận thấy là có khá nhiều các câu hỏi mà được đặt ra bởi các anh chị trong suốt 2 giờ đồng hồ giảng bài, thì mình thấy là rất là cần thiết để các anh chị có thể là được giải đáp các câu hỏi này. Các học viên, các anh chị có thể được trực tiếp đặt câu hỏi cho giáo viên sau cái phần thứ hai được khoảng 10 đến 15 phút. Phần thứ tư thì ban tổ chức sẽ chia sẻ lại cái kết quả từ cái form Google Form mà các anh chị đã điền trước đó. Phần còn lại thì sẽ là dành thời gian cho một số câu hỏi nào mà các anh chị là rất là muốn đặt thêm ở những cái phút cuối nếu mà chúng ta còn thời gian. Rồi thì đây là cái ba cái câu hỏi. Đây xin phép Thái sẽ sẽ sơ lược qua ba cái câu hỏi của giáo viên. Câu hỏi thứ một là những lỗi thường gặp khi ủ phân compost và cách để tránh khỏi những lỗi đó. Rồi, câu số 2, đó là kinh nghiệm nuôi trùng quế của các anh chị là gì? Và câu số 3, đó là cái nhóm cây họ đậu có thể được sử dụng như thế nào để với mục đích là tăng cái độ phì nhiêu của đất. Đây là ba câu hỏi của giáo viên
thì nhờ các anh chị có thể là chúng ta điền trả lời cũng như là thảo luận trên cái Google Form link mà ban tổ chức đã gửi cho các anh chị. Rồi trong lúc mà chúng ta điền cái Google Form ở cái đường link đã gửi đó, thì các anh chị sẽ có cơ hội để quay lại, đặc biệt là các anh chị đã gửi cái câu hỏi trên khung chat đó, và ông Alan sẽ giải đáp trực tiếp để các anh chị có thể hiểu rõ hơn về những cái thắc mắc của mình thông qua cái bài giảng hôm nay. Rồi bây giờ Thái sẽ chia sẻ lại những cái câu hỏi, xin lỗi, có thể là có thể là Thái sẽ dịch ngắn lại cho ông Alan nắm rõ cái chương trình làm việc. Hello Alan, hello, are you there? Yes, I'm hello. Here. Yes, okay. Here. Yeah, okay, good. Okay, good. I just would like to briefly introduce about the agenda for our group discussion today. It's sure. A bit different from reverse ones, and so because like we see a lot of questions from the participant while you sharing the 2 hour presentation. So we see that, and we think it's very necessary for them to get the response from you. So that's why we revise a little bit the way of doing group discussion. It's not like the other one, the revert one. So but even though you can answer the question for the participant, but the participant also required to fill out the form, the Google form. It includes 3 questions from you. So then we also have time for participants. They would like to like raise your hand and also like to directly question, and then you can answer them at the same time. So lastly, we also have time for sharing the results of the participant they fill out from the Google Form link. So that's the agenda for group discussion today. Is it clear? Okay. Yes. Okay, thank you. So now I would like to show you the question from the participant. Okay. A lot of questions there, so that's why we want to decide the time for you to answer the question. Okay, so Mr. Kang, hello Kang. Hello. Hi, Alan. Okay, Ken. Can we just some of the question? Probably we have just maybe 15 minutes to answer the question, and then we move to another session, like time for the participant to directly ask the question from them, and Alan will answer. Okay. Okay. Time for you, Ken. Okay. Can you share the screen? Like. You see the screen now? No, no. Oh, sorry. No. We stop and say it again. From the PPT, yeah. Oh, just, sorry. Here we go. Okay. Hi, Chikang. Okay, hey, then. Hi. Okay. Hi, Alan. So there are many questions for you. So I think, you have spent 15 minutes answering this question. The first question is, can we add like the song from seawater into the compass? Is it okay? Is it possible? I don't think it's a good idea, but I do not really have any information. I think you could try it, but using very diluted. Yeah, I think it is very risky, so I don't think it's a good idea. I think it is it's safer to use it on the ground and on the plants after you've applied the compost. Okay, thank you, Alan. Ông câu trả lời của ông Alan cho câu hỏi này là ông Alan nghĩ là cái việc này nó cũng có thể là nó không có tốt lắm nếu mà mình cho cái muối biển vào phân hủ
Thì ông Alan cũng nói là ông cũng chưa có đầy đủ thông tin về cái việc này, thì ông cũng có đề xuất thôi, tức là mình thử thôi, là mình phải pha loãng cái muối này ra để mình cho vào phân ngủ. Tuy nhiên thì mình cũng phải quan sát xem cái cây nó phản ứng như thế nào sau khi mình ngủ xong. The next question is which temperature is enough for which temperature is enough in the compost? Yeah, the temperature. Okay. Under the organic standards, it needs to be above 55 degrees, about three times during the processing. So get it up to 55 and then turn it, let it get up to that temperature again and turn it again. So between 55 and 65 is the ideal temperature range for killing weeds and breaking down chemicals and killing diseases. But more than 65 is going to be harmful. Thank you, Alan. Câu trả lời của Alan là nếu mà chúng ta giữ được cái nhiệt độ trong đống ủ là từ 55 đến 65 độ C là tuyệt hảo, thì trong cái nhiệt độ này thì cái cỏ dại, cái hạt cỏ dại nó có thể nó bị chết đi do cái nhiệt độ nó cao. Bên cạnh đó thì những cái hóa chất mà nó tồn tại trong rơm rạ mình ủ thì có thể nó cũng bị phân hủy luôn, và bên cạnh đó là các mầm bệnh nó có thể nó chết đi. Và ông Alan cũng nói là mình cũng phải để ý là nếu mà nó nhiệt độ nó cao hơn 65 độ C thì mình cũng phải cẩn thận, thì nó có thể là nó gây ra tác hại nữa. Vì nó quan trọng là mình phải có cái nhiệt kế, nhiệt kế nhỏ nhỏ mình đo để mình kiểm soát được cái nhiệt độ trong trong cái đống ủ. And the next question is about like the ratio between the carbon and nitrogen. How to make sure that ratio is adequate for the compost. And the next question is like... Let's just do one at a time. Okay, yeah. Yes. The ideal ratio is about 30 to 1, so 30 parts carbon to one part nitrogen. But because it's very difficult to have consistency in the materials that you are using, you have to use trial and error quite a lot in order to work out what is the best system. So the important thing is if you can smell ammonia, there's too much nitrogen. If it doesn't heat up enough, there's not enough nitrogen. Okay, so the ratio is 1:1:2, right? Because I dismissed that information. The ideal ratio is 30 parts carbon to one part nitrogen, but it's very hard to measure that in the materials that you are using. 30 pound carbon, right? And yes, and one pound nitrogen. Yes. Okay. Cái tỷ lệ cái con nitơ theo ông Alan chia sẻ là 35 carbon và 1 nitơ. Thì ông Alan cũng nói là làm sao mình để cho cái tỷ lệ nó ổn định trong suốt quá trình ngủ thì nó sẽ rất là tốt. Và bên cạnh đó thì ông Alan cũng khuyên mình là mình nên thử ở cái vườn của mình để mình có thể mình đúc kết ra được cái cách làm mà tốt nhất cho mình. So and the next this question is to increase the nitrogen in the compost, which ingredients should we use? Yes, can you summarize that from your lecture? Yes.
High nitrogen materials include animal manures and green plants. So chopped up weeds is high in nitrogen. Green, any green material is high in nitrogen, and animal manures. And manure from hens or ducks is the highest. Ông Alan có nói là mình có thể sử dụng phân phân vật nuôi hoặc là phân xanh để bón cho cây gì những cái vật liệu này nó có rất nhiều đạm trong, thì đặc biệt là phân từ phân vịt phân vịt. Okay, and if we use like the materials with high nitrogen, so in that situation, can the ratio of carbon and nitrogen be broken? Like that is not balanced anymore. So. You have to balance them. So if you're using high nitrogen materials, you have to use some high carbon materials as well. So like rice straw or dry grass or the chopped up corn stalks. So those sorts of things are high in carbon. So you have to have a mixture of the nitrogen materials and the carbon materials. Câu trả lời của Alan là nếu mà chúng ta để thêm nhiều chẳng hạn như chúng ta đang có nó ngủ, chúng ta thêm vào những cái nguyên vật liệu mà nó có nhiều đạm thì chúng ta cũng cần phải thêm những cái vật liệu mà nó có carbon nữa để chúng ta có thể cân bằng được cái tỷ lệ này nó gần với 35:1 ông Alan có thể cảm. Okay. It takes some experience to work out what is going to be the best ratio with the materials that you have available. Yeah. Ông Alan cũng nói là mình cũng nên là thử nghiệm dựa trên những cái gì mình có để mình có thể tìm ra được cái tỷ lệ mà tốt nhất cho chính mình. Cái 35:1 có thể là nó sẽ khó hiểu nhưng mình có thể tìm được cái tỷ lệ nó gần đó. Okay, and the next question is during the composting process there are some gases released into the atmosphere and also nitrogen loss. So how can we reduce that loss to the atmosphere? Okay. Well, any smell of ammonia is nitrogen loss. If you've got a good ratio between carbon and nitrogen, there should be very minimal nitrogen loss. But if you cover the heap with straw or something like that, that will help prevent more nitrogen loss. There is also some carbon loss too, because the microbes are producing carbon dioxide, which is carbon loss. So you're always going to have some losses. So you minimize that by having the best ratio and by having the heap covered to prevent some of the nitrogen from going to the atmosphere. Câu trả lời của Alan là cái đạm năng lượng nó thoát vào không khí thông qua cái khí NH3 là khí ammonia. Thì ông Alan cũng nói là nếu mà mình giữ được cái tỷ lệ mà nó gần với 35:1 thì nó sẽ rất là tốt. Và ông Alan cũng có nói một cách là để mình hạn chế là cái mức đạm này, mình có thể là mình đẩy trên cái đám ủ của mình bằng những cái vật liệu mà nó có nhiều cái con giống như là tro hoặc là tro mà là rơm rạ hoặc là những cái thực vật sắc bá thực vật. And the next question is there's a there's a learner, she make compost from her leftover and the composting site
is close to a rowing area. So like the trees close to that composting site, you know, have some symptoms, for example, like dry leaves or, you know, dry leaves or yellow, turning to yellow color. And then she took the yogurt and she diluted the yogurt and sprayed into the soil. And then she saw millipedes. You know, millipedes is like worm. Yes. Yeah. Yes. And then her question is, she has two questions. The first question is, so what is the role of the millipedes? And she said that maybe the composting site is hot, so she waters to reduce the temperature. Is that okay? Is that possible? Right. I don't think the millipedes are a problem. They are decomposers, so they'll be breaking down organic matter. Now, if the way to test the heat of a compost heap, you can either use a thermometer, make a hole in the compost heap, put the thermometer in there, and then put it on a string, and then pull it out and check the temperature. Otherwise, put your hand in there and just test how hot it is. If you cannot leave your hand there, it's too hot. It is better to turn the heap rather than apply water to the top of it. It's best to turn it and that will cool it down. Okay. Câu trả lời của Alan là ông nói là cái con cuốn chiếu thì nó cũng có vai trò là nó phân hủy cái vật chất hữu cơ, nên nó cũng là con sinh vật nó có lợi cho đất. Thì bên cạnh đó cái việc mà mình làm sao để mình giảm cái độ nóng trong cái đất hữu, thì trước tiên mình phải kiểm tra nó xem nó có cái độ nó bên trong nó như thế nào. Thì ông Alan cũng nói là mình sẽ làm cái lỗ ở trên cái đống đó. Mình một là mình sẽ cho cái nhiệt kế vào để mình đo xem nó có trong khoảng từ 55 đến 65 hay không. Nếu mình trên 65 thì mình cho nước vào. Bên cạnh đó mình có thể đưa tay vô, nếu mà đưa vào mình thấy nóng quá mình rút ra thì mình phải có thể cho nước vào để cho nó giảm cái nhiệt độ. Yogurt is a good source of some decomposing bacteria, but generally it's not necessary to add any yogurt to the composting heap. Some people do add some microbial products, but it's usually not necessary. Ông Alan có nói thêm là cái việc mình để vô thì nó cũng có thể giúp được, nhưng mà cũng không cần thiết. And the next question. Okay, keep going, Alan. I just wanted to say that yogurt will do no harm. Okay. Việc sử dụng yogurt thì yogurt thì nó không có nguy hại. Okay, Alan, and the next question is there's a learner that has this worm and feed the worms with the plant material. Yeah, only plant material. So So does that, you know, have the impact on the ratio of carbon and nitrogen? Well, the ratio for the worms are similar to compost. So you need some green plant manure material and some brown plant material. You need a mixture of the green material and the brown material. But if you want to, you can only use plant material and not, you don't need to add any manure to it, as long as you've got some green material or kitchen material. Kitchen waste is high in nitrogen. Okay.
So, yeah, but weeds are good to use. It's a good idea to chop them up a bit so that they're not going to grow in there. Okay, thanks, Alan. So, câu trả lời của Alan là thì mình vẫn có thể sử dụng được cái rơm rác thực và cái mình nuôi trùng quế. Thì mình cũng phải mình phải cắt cái cỏ này ra, giống như mình cắt mình mầm nó ra để cho nó hạn chế là nó phát triển trở lại. Yeah. Okay, thanks Alan. Hello. Hello, what is like it? Bây giờ là cái thời gian mà như lúc nãy có ban tổ chức có thông báo là khoảng 20 phút để chia sẻ cái phần câu hỏi này. Thì tuy nhiên là mình thấy câu hỏi cũng còn khá nhiều từ cái khung chat của các anh chị. Thì nhưng mà cùng thời gian này thì các anh chị không biết là các anh chị đã điền được cái form của Google Link chưa? Google Form á mà ban tổ chức đã gửi. Nếu mà mình chưa có kịp điền thì ban tổ chức sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi trong lúc mà các anh chị còn đang điền cái form chưa có xong. Thì không biết là nếu được thì các anh chị có thể cho cái ý kiến, ví dụ như là đã điền, à đây em đã điền rồi. Một số anh chị nào mình chưa có cái điền kịp á thì ban tổ chức sẽ cố gắng cho thêm khoảng 5-10 phút để các anh chị điền cái form. Sau đó trong cái thời gian này thì ban tổ chức sẽ trả lời tiếp khoảng 2 câu hỏi nữa đi. Ha, Khang, trả lời thêm 2 câu hỏi nữa đi để mọi người điền form. Ok. Nói cho mà làm có thể trả lời thêm 2 câu hỏi nữa đi. Xin bổ sung thêm là khi quý vị điền form vô cái form mà Google Form ban tổ chức tạo đó thì mục đích rằng sau này cũng upload lên cái forum để làm cơ sở cho giữa học viên có thể tiếp tục thảo luận với nhau, cũng như giữa học viên và giáo viên sẽ thảo luận tiếp sau cái chương trình đào tạo tập huấn này. Thì ban tổ chức cũng có mong muốn là sẽ duy trì cái sự mentor ủng hộ như hỗ trợ giải thích cho các bạn để làm sao thực hành hữu cơ nó hiệu quả hơn, chứ không chỉ là lớp học nó dừng lại ở bài giảng thôi. Đó là cái mong muốn chúng tôi cố gắng tạo ra một cái ứng dụng kỹ thuật công nghệ nào đó mà nó vừa dễ mà vừa phục vụ mục đích lâu dài. Xin cảm ơn. Khi mà chúng ta thảo luận thì có thể ý tưởng gì các bạn cứ thẳng thắn hoặc là vui lòng điền vào. Chịu khó, nói chung công nghệ nó cũng dễ đối với nhiều người mà cũng khó đối với nhiều người. Mong các bạn thông cảm. Rồi, cảm ơn thầy Kiền. Thì Khang em có thể tiếp tục 2 cái câu hỏi tiếp theo đi. Sau đó chúng ta sẽ tới cái phần tương tác giữa các học viên và giáo viên đặt câu hỏi trực tiếp. Rồi, xin mời Khang. Có thể mình sẽ chọn một số câu hỏi mà nó tương đối là nó ok đúng rồi. Nó mới thì có thể mình sẽ chọn. Okay. Có thể mình sẽ chọn câu hỏi số 12 ở Việt Nam có thùng workshop để nuôi trùng quế được hay không? Hi okay. Alan. Okay, there's a question that a farmer uses styrofoam sheets or boards to feed the worms. Is that okay, or we just build like concrete one? Or yeah, is that okay? It's not a good idea using styrofoam because some of the chemicals do come out of that into the organic materials. So it's not ideal to use. You can use boards that are not treated. So don't ever use the treated pine boards. But untreated wooden boards are fine to use. Metal is okay to use. Plastic is okay to use, but not styrofoam. Ông Alan có nói là nếu mà mình sử dụng cái thùng workshop thì nó có thể nó sẽ
sinh ra những cái hóa chất nó đi vào trong cái phân hữu cơ của mình, thì khi đó giống như sản phẩm của mình thì nó không còn là phân hữu cơ nữa. Thì ông cũng nói là mình có thể sử dụng những cái những gỗ điều mà đặc biệt là nó không có mình không có phun sơn gì lên hết, gỗ thường thôi. Bên cạnh đó mình cũng có thể sử dụng những cái thùng mà thùng nhựa cũng được. And the next question is chẳng không 13. Can we use after the wine fermentation process, we have the wine residue. You know that from rice, yeah, the wine residue. Can we use that to feed the worm? And can we use the probiotics to treat the that residue and then to feed again to the worm? The wine making residue will be fine to use as long as all the alcohol has gone out of it. Alcohol is poisonous to the worms, and it's also poisonous to microbes. But if all the alcohol has gone out of it, then that is fine to use. Alcohol evaporates quite easily. So if you get the wine dregs and spread it out for a few days, then any alcohol is going to disappear, and that's quite okay to use. Probiotics can be used. They will do no harm, but they are not necessary. Câu trả lời của ông Alan là đầu tiên là cái hèm này thì mình có thể sử dụng cho trùng quế ăn được, nhưng mà mình phải đảm bảo làm sao mà giống như là cái cồn ở trong cái hèm rượu này nó không còn, tại vì cái rượu nó độc đối với cái con trùng quế và cũng như những cái con vi sinh độc hại. Thì bên cạnh đó cái việc mà sử dụng men vi sinh thì cũng được, nhưng mà nó không có cần thiết. Okay, thank you, Alan. Okay, xin cảm ơn Khen cũng như ông Alan đã sẽ giải đáp một số câu hỏi trên khung chat. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua cái phần tương tác giữa các học viên với lại giảng viên. Thì xin mời các anh chị có những cái câu hỏi gì có thể là đặt ra trực tiếp cho ông Alan và cứ giơ tay để phát biểu luôn ạ. Xin mời. Chúng ta có một cái phần tương tác với nhau ha. Rồi, không biết anh chị nào có những cái câu hỏi có thể đặt trực tiếp trong Alan không? Xin phép mà các anh chị là xin mời các anh chị mình cứ đặt câu hỏi ha. Hello. Anh Úc. Các anh chị nào? Dạ, xin mời anh Nguyễn Văn Úc, xin mời ạ. Alo. Dạ, anh cứ nói ạ. Cho em hỏi cái phần vấn đề là phân trùng quế đó. Cái phân trùng quế mình mua ở trại đem về á, là mình có cần xử lý gì không? Hay là mình đem giải trực tiếp vào ruộng lúa hữu cơ mình luôn? Cái thứ hai nữa là mình có cần phải phân tích cái lượng đạm, lăng kali trong đó là bao nhiêu không? Cái thứ ba nữa là mình muốn biết là cái phân trùng quế mình giải á, là bao nhiêu ký cho một hectare là vừa. Em xin hết ạ. Cảm ơn anh Úc. Yeah. Hi Alan, the question is he bought like the worm casting, and then he brought back home, and then he set up like whether he checked the casting to analyze the nitrogen, potassium, or sodium to see something inside, does he need to and how much does he need to apply to a hectare of organic rice? Yeah, he's
he's growing organic rice and he's using more quantity. If it's the only kind of fertilizer that is used, he would probably need to use perhaps 20 tons per hectare. But if there is other fertilizer being used, for instance, a green manure crop, or there's fish or ducks or something like that, then you could use far less. So it really depends on how much is needed in order to produce the rice crop. And are there any other materials that are being used as fertilizers? And does he need to analyze the like nitrogen, potassium, or like potassium before he applies into his field or not? I don't think it's necessary. But if he wants to do that, well, that's fine. But it's probably not necessary. Câu trả lời của Alan là nếu mà mình mua về mà mình phân tích ra thì nó cũng được. Nhưng mà Alan nói nó cũng có thể là nó không cần thiết khi mình phân tích cái phần này ra. Nó có bao nhiêu đạm lên kali. Thì ông Alan cũng có đề xuất là mình nên sử dụng là 20 tấn phân trùng quế cho 1 hectare lúa. Và bên cạnh đó nếu mà trường hợp mà mình có nuôi thêm cá, có nuôi thêm vịt, hoặc là mình có thể mình sử dụng những cây phân xanh này nọ, mình như hồi nãy ông Alan có giảng, thì mình sẽ giảm được nhiều hơn nữa cái lượng phân trùng quế mà mình áp dụng cho cái ruộng lúa hữu cơ. Rồi. Dạ, xin mời anh tiếp theo ạ, đó là anh Đặng Trọng Bình ạ. Xin mời. Đã câu hỏi. Xin chào thầy sài cơ đó. Dạ, alo. Phân hữu cơ đó, mình trên cái phân hữu cơ mà họ khuyến khích là mình mỗi lần bón mình phải đào đất xuống là 10 cm đó. Rồi như vậy thì cái vấn đề phân hữu cơ mình tự tạo ra thì mình bón mình có phải đào như vậy không? Rồi cái vấn đề là mình trong cái quá trình hành học và hôm nay mình được biết là nếu mà xới đất nhiều lần như vậy thì nó lại làm mất đi cái lượng hữu cơ, thì cái vấn đề này mình xử lý như thế nào ạ? Xin hỏi thầy ạ. Cái này mình đào đất để mà mình cho cái phân hữu cơ vô ha. Kiên. Dạ. Tức là trong cái phân hữu cơ lúc nào người ta cũng trong cái cách hướng dẫn sử dụng đó, ta kêu mình là phải lắp xuống dưới đất đó là 5 đến 10 cm đó. Thì có nghĩa là mình phải đào xới đất cho nó lọt xuống á. Thứ hai nữa là cái phân hữu cơ mình tự chế á, thì mình có làm theo như cách mình bón mình cũng có cần phải chôn xuống đất như vậy không? Và cái việc mà khuyến khích là không nên đào xới đất, tại vì đào xới đất á, là nó sẽ làm mất cái lượng hữu cơ đó. Thì mình muốn hỏi thầy là cái vấn đề mình thấy nó mâu thuẫn như vậy thì giải quyết như thế nào á? Cảm ơn anh Tông. Yeah. He bought like organic fertilizer from the store, and in the instruction he said that he had to dig deep from 5 to 10 centimeters into the soil in order to incorporate the organic fertilizer into the soil, and in the situation that he makes the organic fertilizer by himself. Should he do that similarly or not? Because he knew that, like, you know, tillage, you dig into the soil, it will cause like organic matter loss. So that is his question. Yes. If the compost or the worm castings is on the surface of the soil, there is some loss to the atmosphere. So it is a good idea to incorporate it
but not deeply, just so that it's covered with soil. If the alternative is to put rice straw or something like that on top of it, leave the compost or worm castings on the surface and cover it up with rice straw, and then if you can plant directly into that, that's fine. Otherwise, it's a good idea to lightly turn it in. It does protect it. Yeah, and how deep it is to incorporate into the soil? With some kind of plough, but not a plough that goes deep. Turn it into the surface of the soil. Yeah. Câu trả lời của Alan, ông Alan có nói là cái việc mà đưa cái phân hữu cơ vào đất là rất là quan trọng, bởi vì nếu mà mình để mình cho nó trên bề mặt đất thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là nó bị mất cái dinh dưỡng đi, chẳng hạn ánh nắng mặt trời có thể làm cho mất carbon hoặc cũng như mất đạm. Thì ông Alan nói là mình nên vùi vào đất, tuy nhiên thì không nên vùi sâu quá. Thì bên cạnh đó thì khi mình để cái phân compost ở trên bề mặt đất thì mình có thể mình sử dụng cái rơm rạ, mình ủ lên để mà mình hạn chế nó bị thất thoát. Yeah, Mr. Alan, thank you very much. Okay. Okay, xin cảm ơn anh Bình, Cai Lậy Tiền Giang. Xin mời học viên tiếp theo ạ. Xin mời anh chị Đặng Công Kiên ạ. Dạ, em xin thầy, do em không được quyền truy cập cái màn hình nhé. Dạ, anh cứ nói ạ. Dạ. Em chào thầy. Thầy cho hỏi ông Alan là, tức là ở trên thế giới thì có rất là nhiều loại giun, thì hiện tại em đã nuôi và cấy được một con giun bản địa ở bên Lào ấy, ngày xưa em mang ở bên Lào được 4 năm rồi, thì cái mảnh đất đấy là 4 hecta thì em đã nhân nuôi rất là, tức là nó sẽ dày đặc ở trong cái khu vườn của em rồi, nhưng mà hiện tại là em chưa biết được cái trứng con giun đấy nó ở chỗ nào. Em đã tìm hiểu rất là nhiều nhưng mà không thấy. Cái trứng con giun đó, tức là cái lỗ của những con giun khi nó đùn nó tới 2 mét ấy. Và khi mùa mưa đến thì nó cũng không bị ngập nước ở cái vườn đó. Và cái tốc độ phát triển nó rất là lớn, nhưng mà em muốn là cấy, tức là mình tìm hiểu để cái trứng con giun đó ở cái tầm sâu bao nhiêu, hay nó đẻ ở khu vực nào để em sẽ nhân nuôi con giun đó. Xin hết ạ. Now he's raising like the worm in Laos, I think so, and he has 4 hectares of the land, and that is the native species. And his question is, how can he find the eggs of the worm inside the soil? Like how deep it is to find the eggs that he can collect those eggs and to multiply more worms for his farm. Often the worms that are living in the soil are not so good as worm farms, because they are more suitable for recycling soil. They actually eat soil and extract the bacteria out of it as part of their food. And so they eat a lot of soil and it passes through. Now the compost worms are different because they actually eat fresh material. It might be necessary to get some worms from a worm farm or from a mail order business. But once you've got the worms started, then the eggs will be laid in there, and you can they will reproduce quite quickly, and you will soon have more worms that you can add to new worm farms.
Ý ông Alan nói là thì đối với cái con trùng quái này, nếu mà mình cái trường hợp mà mình có nuôi ở trong trang trại của mình thì chắc chắn là mình sẽ tìm được cái trứng của nó. Nhưng mà có thể là trường hợp của anh, không biết là của anh là mình nuôi mà mình có làm cái chuồng trại gì hay không, là nếu mà không có chuồng trại thì có thể là mình hơi khó tìm. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà mình có chuồng trại thì mình sẽ chắc chắn tìm được cái trứng của con trùng này, có thể mình nhân nó nuôi nó lên. It is possible that there might be some good compost worms living in the area. So if you put a pile of fresh organic matter on the ground, maybe they will come in and then you can collect them from there. Ông Alan cũng nói là nếu mà ông Alan cũng có đề xuất một cách là giống như là mình để một cái đống ủ ở một cái khu vực nào đó, rồi mình đó là để mình có thể mình dụ những cái con trùng quế mà nó gọi là bản địa thì vào đó. Sau đó thì anh có thể là anh đem tới một cái khu vực mà mình nuôi riêng biệt, thì từ đó có thể là mình sẽ thu được cái trứng của nó ở trong cái chuồng trại của mình dễ hơn. Cái con giun này thì nó không không phải là con giun quế, nó là giữa con giun đất, nhưng mà cái tốc độ phát triển nó rất là tốt. Nhưng mà em mang sang một cái môi trường khác thì nó sẽ chết đi, và sau đó nó phải phù hợp với 1-2 năm sau thì bắt đầu là nó trứng nó sẽ nở lại và nó lại phát triển. Cho nên em muốn là tìm hiểu cái đặc tính của con giun này để mình sẽ nhân nuôi và mình phổ biến ở trong các vườn khác cho nó dễ, cho nó nhanh nhé. Thì anh có thể chia sẻ sao được về cái loại này ha, thì dạ cái giống này anh có thể chia sẻ sao cho nó rõ hơn ha. Dạ. Cái tên khoa học đó dạ. Anh có thể đánh vào cái chatbot. Dạ mời chị tiếp theo, mời chị Hiền. Dạ, chắc xin mời chị Nguyễn Thị Hiền ạ. Xin mời. Vâng, chào thầy mấy các thầy ạ. Xin cho hỏi là mình có cái nguồn cá mới để cho bếp cho chấu đấy, vậy thì mình muốn ủ phân từ cá mới để cho chấu thì ủ thế nào cho nó hợp lý, cho nó hiệu quả, xin hết ạ. Her question is how can she make the compost from fish leftover and the sawdust? Yeah. Yes, you can do that just with the fish and the sawdust. I suggest chopping up the fish into small pieces and mixing it in with the sawdust. And you'll have to do some experiments to see how much sawdust you need for the fish. But I would suggest if you have one bucket of chopped fish, maybe you might need half a bucket of sawdust, but you will need to do some experiments to see what ratio works best. Dạ chào bác Hiền. Câu trả lời của ông Alan là mình đối với cái trường hợp là mình có cái cá với mình có trấu thì mình có thể là mình cắt cái con cá nhỏ ra, hoặc là mình có thể là nếu mình không phải là cá mà còn những cái thừa của cá thì mình có thể mình xay hoặc là mình cắt cho nó nhỏ ra. Sau đó mình sẽ trộn với cái tro trấu này để mình làm phân ha. Nhưng mà cái tỷ lệ thì mình có thể là mình có thể là một phần cá thì nửa phần tro trấu, thì mình thử. Thì ông Alan cũng nói là mình nên thử coi cái cách làm đó nó có được hay không, tức là mình phải thử nghiệm đó. Thì cái đó là cái đề xuất của ông Alan thôi, là một phần cá và nửa phần cho trấu. Vâng ạ. Dạ. Dạ, dạ. Cảm như là một ký cá, mình như là một ký cá với nửa ký cho trấu. Vâng ạ. Dạ. Rồi trong cái quá trình mình làm mình có thể mình điều chỉnh cho nó phù hợp với bên mình. Vâng ạ. Cảm ơn. If you have any other materials, add that in as well, like some grass, whatever you've got. It's a good idea to add that as well,
with the fish and the sawdust. Ông Alan cũng có nói thêm là bác cũng có thể thêm cỏ và cỏ khô hoặc là những cái rơm rạ gì đó để cho nó có thể nó phân hủy tốt hơn. Vâng ạ. Dạ. Rồi, xin cảm ơn. Xin cảm ơn cô. Xin mời anh chị tiếp theo ạ. 216 Văn Anh ạ. Xin mời chỗ anh chị Văn Anh. Văn Anh Food King đúng không ạ? 216. Alo. Alo. Dạ, xin mời chị. Em chào thầy và mọi người ạ. Em có một cái câu hỏi là làm sao để mình phỏng đoán được tỷ lệ selenium của cái đống phân thành phẩm mà không cần phải mang vào phòng thí nghiệm ạ. Tức là mình chỉ phỏng đoán thôi, dựa theo tỷ lệ selenium của những cái thành phần mà mình đưa vào. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. The question is how can we measure the ratio of carbon and nitrogen not to the test but to the eye based on the input that we put into the compost. Yes, that's a difficult question, and there's no answer except to use some high carbon materials and some high nitrogen materials, just whatever is available, and do some experiments to see what works well and what doesn't work well. And as I said before, if there's too much nitrogen, it will smell of ammonia. And if there's too much carbon, it won't heat up. And she asked, like, can we predict that ratio to eyes or to feelings or to observation? Yes, use that observation about the ammonia and the heating. I do have a list of the carbon to nitrogen ratios of a lot of different materials, and so I can send that so people can have a look at it. But it is, you cannot really easily do any kind of mathematical calculation to work out what is the best ratio. Experience is the most important thing. Câu trả lời của ông Alan là cái việc mà mình có thể mình dự đoán được cái tỷ lệ carbon nitrogen thì nó cũng có thể hơi khó nếu mà mình dựa vào mình quan sát thì nó cũng có thể hơi khó. Có phải có ý của chị Vân Anh không vậy? Nhưng mình dựa vào cái quan sát không chị Vân Anh? Vậy thì có dấu hiệu nào để mình quan sát hay không ạ? Thì ông Lan nói có thể là cái việc này nó hơi khó, mình đoán được cái tỷ lệ này có thể là mình. Hi Alan, so that means we need to test, right? We need to test to make sure that we know like the exact ratio, right? We can't predict, right? That's right. Yes, you can't predict it because, for instance, if you're using grass, it depends on the maturity of the grass. So as grass matures and starts to go dry, it has got a much higher amount of carbon. But if it's fresh green grass, it's got a lot higher amount of nitrogen. And whenever you're making a compost heap, it will be different. So there are no firm guidelines for how much to use. You have to be able to do some trials and
see what works very well. And can we rely on the input to measure that? For example, like 5 kilograms of grass or 4 kilograms of fish fertilizer, and can we measure from that or not? Can we measure from that? It's difficult, but generally, if you've got, now I will find some information of the carbon to nitrogen ratios of different materials, and I will send that out. For example, sawdust is 500 parts carbon to 1 part nitrogen. So it is very, very high in carbon. Poultry manure is about, I think, about 10 parts carbon to 1 part nitrogen. So, and all the other materials are in between. Paper is about 200 to 1. I think straw is maybe 150 to 1. Green grass, 15 to 1. So, but it's very hard to work out without experiments how much to put of the materials. When I was making the heap using sheep manure and old hay, I think in volume I would have used about 4 parts hay to 1 part sheep manure. But it is very hard to give firm guidelines about how much of each to use. Thì ông Alan cũng có nói tốt lại là cái việc này thì nó sẽ rất là khó, mình có thể là mình dự đoán thông qua cái nguồn liệu đầu vào. Thì ông Alan cũng có nói là lần sau ông Alan sẽ gửi cho mình một cái tài liệu về tỷ lệ carbon trên nitơ của một số cái nguyên liệu đầu vào của khi mình làm compost. Thì ông Alan cũng nói là nếu mà muốn xác định chính xác thì mình có thể là mình nên đi test. Thì sau đó thì nếu mình có cái tỷ lệ đó rồi thì mình có thể mình theo cái quy trình đó mình làm tiếp tục sao cho mình nó cái tỷ lệ nó tương đối gần giống. Ok rồi, xin cảm ơn chị. Chắc là mình chỉ cố gắng cho thêm một câu hỏi cuối cùng nhé, tại vì thời lượng của phần tương tác cũng hết rồi. Cho đó là xin mời câu hỏi của chị Quỳnh Kim Định 63, xin mời chị đặt câu hỏi. Alo, xin mời chị Định ạ. Chị mở mic lên ạ. Dạ, xin mời chị đặt câu hỏi đấy ạ. Chị mở mic, chị chưa mở mic chị Định đây. Dạ rồi, chị mở mic đi. Xin lỗi, chưa có nghe được chị ơi. Đang ơi, em kiểm tra xem cái mở mic lên cho các anh chị chưa. Chị Định có thể đánh vô khung chat hả chị Định? Có thể đánh vô khung chat không? Dạ. Yeah. Chắc bên có chỗ chị bị gì á. Hi Alan, so she will type into the chat box and then I will give you the question. Okay. Yeah, we got some problem with the sound system. Yes. Alo, có thể là trong lúc chỗ cô Định mình chia sẻ cái câu hỏi, đặt cái câu hỏi cho Alan đó, thì
thì có thể là cái phần cuối mình cũng còn một cái phần là quay lại câu hỏi, do đó là có thể trở lại với phần cố định sau nhé. Do đó là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình làm việc, đó là chúng ta sẽ chia sẻ cái màn hình câu hỏi và những cái giải đáp từ các cái học viên, những cái ý kiến của học viên về cái Google Form. Xin mời anh Đông có thể chia sẻ giúp nhóm là anh Đông ơi, anh có thể chia sẻ giúp nhóm từng câu hỏi và ví dụ như câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 thì anh có thể lọc ra dùm cho ban tổ chức là câu hỏi số 1 đã có những cái ý kiến nào. Okay. Hey Alan, there are some opinions in the question one. So what are the common faults of compost making? How can they be avoided? So some reasons, for example, like they don't know about the balance between carbon and nitrogen. And the environment conditions are not appropriate. Or the compost, the heap is too big, no enough moisture, no proper mixing. Quick introduction. Alan, it's time for you and for all of us to look back about the response from the participant. Yes. Just by on your three questions from you. So now it's just show it again. Let's see about the respondent. A response from the participant. Khang chưa giới thiệu với ông Alan đôi khi không rõ là mình đang tới phần nào. Rồi. And so we move to like the responses from participants. From your three questions. So what I said is the opinions from the question one, like the common mistakes, the common failures when make a compost. So we translate into English. You can see on the screen. Not proper mixing, not enough moisture, the heap is not hot enough, or it's too big, not the balance between carbon and nitrogen, like the ratio is not as low as what you mentioned. Yes. Potassium is not important. The amount of potassium in the mixture is not important. Chắc có thể mình để tiếng Việt cũng được, anh Đông, anh sao mọi người xem cũng được, em dịch tiếng Việt tiếng Anh cũng được. So your opinion is potassium is not important in the compost, right? It's not important in the compost process, no. Okay. Ý của mình là nói là cái phần kali thì không cần thiết khi mình cho vào cái phần compost. Còn on meter. Okay, we can move to the next. Chắc có thể mình chuyển qua câu thứ hai luôn anh Đông. And then we move to the next question. What are your experiences of form farming? So some participants said that I don't have any experience. I do have experience. Some people they said that I raised the worms in the rectangular with 1.5 to 2 meters to easily mix and check. Or I use only cow dung to fit the worms. I also use like the green materials like cassava, leftover.
or like the soy pump, or livestock manure. However, like the amount of those things is not really high. I built the warm structure on the warm house, I tried to avoid insects or pests like mouse or mice or ants or chicken or ducks, or swans, lizards, snakes. I don't use any chemicals or plastic. But like yes. Some materials that can create chemicals. Yeah. And the warm club soy warm soy and shaped. Another opinion is we shouldn't use like the manures from industrial sign. Yeah, industrial sign, because it takes probiotics or probiotics, but antibiotics. Yeah, antibiotics. Yes. It's not good for the worm. Yeah. That's right. Yes. Yeah. Mình qua câu số 3 luôn quá. And sometimes there's too much salt. Yeah, too much salt. Đâu qua câu số 3 luôn nha. And the final question is how can tree legumes be used to boost soil fertility? There are a lot of opinions. They use legume trees to fix nitrogen and to use as cover crops. They also use green manures to increase nitrogen, carbon, increase the fertility for the soil. And in the root system has like the nodules. And in the crop, like the legume trees, which are the cash crops, or grow them as a buffer zone. Yeah. And they grow with the cash crops, intercrop with cash crops. Mm-hmm. Yeah. They also, we will talk more about this topic later on when we're doing the tree crop session and the vegetable session. Mm-hmm. So we'll have some other examples then of how it can be used. Ông Alan nói là mình sẽ đi sâu vào cái chủ đề này hơn, cái việc mà mình trồng sen cây như thế nào trong cái miệng tiếp theo. So I think that is the general opinion when they think about the legume trees. Anh Đông, anh xem phần phía dưới mình có câu hỏi không anh Đông? Anh chuyển kéo xuống dưới giùm em. Okay. Có câu hỏi á. Bạn khoan đa Khang ơi. Xin em trở lại câu hỏi của cô Định đi. Đầu ưu tiên tại phần lúc nãy mình chưa có giải quyết. Xin mời câu hỏi của cô Định ở phần cung chat. Chỗ ai vút like đó Khang. Ok. 63. Hi Alan. Her question is she would like to ask how much organic fertilizers and does she should apply per hectare for fruits, for example like pomelo, longan, or rambutan, or sweet potato. I think those things are very popular in Vietnam. So can you give your opinion?
You can use up to 20 tons per hectare, but it's probably not necessary to use that much. I think if you can put, say, around each tree, have maybe 2 centimetres of compost, that should be enough. If you use too much, if you use more than 20 tonnes per hectare, it can start giving you some problems of too much phosphorus and potassium, and that can reduce the amount of magnesium and calcium in the product. So you have to have, don't use too much. So don't ever use more than 20 tonnes per hectare per year, but you can use any amount up to that, depending on what you've got available. And check the results and see is it sufficient. You might find that 2 tonnes per hectare gives you a good yield, or you might need 10 tonnes per hectare. Do some experiments to see how much is necessary to give you the result that you need. Câu trả lời của Alan là Alan có nói là 20 tấn phân hữu cơ hoặc là phân compost là có thể nói là tối đa cho 1 hecta nếu mà mình sử dụng cho cây ăn trái thì trong cái khoảng này mình có thể mình thử nghiệm xem cái loại cây đó nó phù hợp là bao nhiêu, chẳng hạn như là bưởi hoặc là nhãn hoặc là chôm chôm hoặc là khoai lang, thì mình sẽ tìm trong cái khoảng đó là từ 20 tấn đổ lại. Còn nếu mà mình bón nhiều hơn 20 tấn thì nó sẽ gây ra cái vấn đề đó là cái lượng phosphor và kali ở trong đất nó có thể nó làm cho cái ảnh hưởng tới cái hàm lượng canxi và magie trong cái sản phẩm cuối của mình là cái trái cây hoặc là hoa lan, thì nó có thể làm giảm chất lượng của trái. Ok, rất là cảm ơn các anh chị đã có những cái chia sẻ tương tác trực tiếp với lại giáo viên là ông Alan và cũng cái câu hỏi trên Google Form. Hiện nay ban tổ chức cũng nhận thấy là vẫn còn tới khá nhiều câu hỏi, là 55 câu hỏi từ cái Google Form. Do đó là thời lượng chương trình hôm nay chúng ta đã lố hết gần 15 phút rồi. Do đó nếu được có thể là xin phép có thể chọn một câu ngẫu nhiên từ cái khung câu hỏi, một hoặc hai câu từ cái khung câu hỏi của Google Form. Các câu hỏi còn lại ban tổ chức sẽ upload vào cái forum và cái chuyên mục forum trên diễn đàn Mekong Onyx. Vì bị gì thời gian chúng ta cũng đã có hạn và đã lố hết 15 phút của ông Alan rồi. Ban tổ chức sẽ dịch ra tiếng Anh thì gửi cho Alan để Alan trả lời thẳng tiếng Anh rồi mình upload lên luôn. Vậy thì nếu thầy nói như vậy thì có cần thêm một hai câu ở đây không, từ cái Google Form trực tiếp, còn các câu còn lại thì mình sẽ nhờ ông Alan dịch và trả lời trực tiếp trên forum luôn nhé. Ok. Ok Alan, thank you so much for your answer. But we also see we have 56 questions from the Google form. So we see that it's we got a lot of your time, around 50 minutes over. So now we just to select 1 or 2 questions from here, and the rest of the question will be uploaded on the forum session via Mekong Onyx website. And maybe probably Dr. Kim will send you an email and copy all of the question and send it to you, and you can help to answer all the question in English. And we try to translate into Vietnamese and upload the answer on the forum again. And okay. it's hop,
Yeah, it's hope that like all of the participants can got the response from you in Vietnamese and they got understanding about the response. Okay, so now just to maybe one or two questions from the Google form. Randomly, I don't know. Ken, it's your turn. You can choose the question as you like or randomly. Yeah, we can choose that. We can pick that question. I can read here English. Yeah, you can read as well. Yeah, in three forms. Yeah, you can answer that question. Anh Đông, mình có thể chuyển tiếng Việt cái anh Đông cho mọi người biết. Đúng rồi, anh Đông chuyển tiếng Việt đi. Nó sẽ thuận tiện hơn nhưng mà mọi người, tất cả mọi người đều theo dõi. Dạ, chắc là so, xin phép khoảng 5 phút, 50 phút nhé. Dạ. Alan, so there's a question that in the stream or pawn we do see like the algae, you know, algae like the plant in the water. And yes. Can we use that material? Can we cut that and then turn it into the food for the worm or not? And Yes, certainly, you can. Yes. Yeah. We can we use that as a cover up, not cover up, but like mulching, mulching for crops on the soil or not? Yes. Yes, you can. Yes, you can use any of those kinds of water plants, including azolla, salvinia. You can use them as mulch. Well, you can use them as worm feeds, feeding, or for compost. And for azolla, you can feed it to animals too. Okay. Câu trả lời của ông Alan là mình có thể là mình cắt cái tảo này để mình làm thức ăn cho trùng quế được. Mình phải nói mình cũng thể để mình làm phủ trên cây, trên đất cũng được. Yeah, anh Đông có thể chọn câu nào cũng được. Chọn bất kỳ câu nào cũng được anh. And then the next question, the final question I think, compare between the compost process with air and without air, you know, like aerobic and anaerobic. So which method may lose more nutrients, and if those two methods lose the nutrients, how can we minimize the loss of nutrients to composting process? Okay, so the composting process has to be aerobic. The nutrients really can only be lost by rain washing them out, or by too much exposure to the air, and so they go up into the air. So if you cover the heap to prevent some of the rain from coming in, and to prevent the sun from oxidizing some of the materials, there should be very minimal amounts of nutrient loss. Thank you, Alan. Câu trả lời của Alan là nếu mà mình ủ phân, mình làm phân compost thì chắc chắn mình phải để trong điều kiện thiếu khí nó mới có thể phân hủy được. Và ông Alan cũng nói là thì để mình hạn chế cái việc mà cái dinh dưỡng mà trong cái đống phân nó bị mất đi, thì ông nói là có hai cái lý do. Một là mưa nó có thể nó thấm vào đó và nó chảy ra phía bên dưới. Thứ hai là có thể là do ánh nắng mặt trời hoặc là tiếp xúc với không khí thì nó làm oxy hóa những cái vật liệu của mình. Thì có nhiều cách là mình làm sao để mình hay có thể lấy một cái bạt để mình ủ lên để cho nước mưa nó đừng có thấm vào. Và thứ hai là đối với không khí thì mình làm sao mình đi
làm cho cái lớp mũ của mình nó không có bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nó phải để trong cái nơi mát thì nó sẽ giảm được cái việc mà cái vật liệu của mình nó bị oxy hóa. Rồi, cảm ơn. Thanks Alan. Thank you Alan. Dr. King, Dr. King, you there? You can conclude the session today, of course. Okay. I think today is an excellent session by Alan. We have plenty of questions from participants concentrating on how to make compost adequately in the context of Vietnam and other uses. Many questions, I basically miss Nguyễn Thị Hiền. I see her here on her face and a female farmers in the region. She confidently asked you question and you're about how to make fish, fermented fish and rice straw husk and burned something like that. And many remaining questions are waiting for you on the chat box and on the Google form. Our team will translate into English and share you for your answer. Okay. Yeah, we update on the forum of the website of the project. And our team are thinking we will synthesize all the lectures in the discussion, where the question or answer from lecturers and also from participants into it look like a conference proceeding or a book that can be the pillow for the farmers, you know, reading pillow for the farmers after this course. We have the ambitious expectation, you know, we are so ambitious about that. And yes, I think I will do the first translation of my lectures as a guideline for my team member to first day we translate the voice and the way the lecturer talk into words, and then we ask the lecturer to confirm the content. That's they aim to send the message to participant are correct or they want to edit. And then we also combine the discussion session. And that's that. I think it's a very powerful and productive chapter. You know, each lecture will be a chapter. It's a big job. Yeah, yeah. That's because you know now we have our 200 participants formally, and to some extent we have over 400 participants on the list, and that's a very impactful and very potential and very encouragement. Yes, that's all thing I want to say today. Thank you. Okay. Good. So I will see you all on Wednesday, same time on Wednesday. And the topic is on the principles of pest, disease and weed management. And the one following that will be on control methods for pest, diseases and weeds. But most importantly, we want to prevent them in organic farming. Thank you Alan. Thì ngày thứ tư các bạn sẽ nghe cái bài tiếp tục là các nguyên tắc về quản lý sâu bệnh cỏ dại để mình phòng, nó có gọi là phòng bệnh. Ngày rồi tới bài tiếp sau đó mình chữa bệnh, nhưng phòng mà vào không nổi phải chữa. Trước tiên là phòng trước, xong chữa sau, thì hai bài tiếp của Alan sẽ tập trung vào vấn đề đó. Các bạn sẽ theo dõi. Tới ngày thứ sáu thì cái bài nói về trình bày về IBM của
anh Phạm Tấn Đạt mà cái người phiên dịch cho chúng ta hôm nay đó, Đạt sẽ chia sẻ chúng ta một cái bài về các nguyên tắc của IPM rồi áp dụng ở thế giới các nơi như thế nào cũng rất là hấp dẫn. Hy vọng là các bạn sẽ đón nghe. Tôi đảm bảo là các bạn sẽ sướng. Rồi. Thank you Alan. And okay. See you. Yeah. Thank you Alan. Bye. Thank you ban hậu cần hôm nay rất tuyệt vời nha. Tuy nhiên mình cũng có nhiều cái thành viên bị đi công tác, mình phải chấp nhận thôi, và mình áp dụng phương pháp flexible linh hoạt. Có lúc thì chia nhóm, có lúc thì mình có thể thảo luận chung kiểu này, tùy theo cái bối cảnh nhân lực mà mình có, thì tạo ra một không khí làm sao mà nó dễ nhất. Xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Hiền nha. Cô ở đâu? Cảm ơn thầy và ông Anan, cảm ơn ban tổ chức. Cô Hiền là cô ở đâu vậy? Là mình ở Hải Dương ạ. Hải Dương. Cái này là chụp được cái hình của cô rồi đó. Cô nghe bài giảng hôm nay, cô nghe vị của cô thấy sao? Mình thấy rất là gần gũi với những cái phương pháp mình làm, đang làm, mà mình tận dụng được những cái nguyên liệu xung quanh mình để làm phân bón ấy. Rồi cô ngoài đó cô làm trồng trọt hay chăn nuôi cái gì? Trồng cây thôi, chứ mình làm vườn thôi chứ mình không chăn nuôi. Yeah. Nhưng mà cô làm vườn là cây trồng gì á? Cây trồng gì? Cô... cây vải, bên này cây ổi, cây gừng. Xung quanh mình thì rất nhiều những cái nguyên liệu mà người ta, ví dụ như cá ở lòng người ta nuôi nó chết nhiều thì mình xin về, thì vừa đã ô nhiễm xong mà mình thì lại có được nguồn phân bón, còn cho bếp cho chấu thì người ta ủ chè rồi người ta cho mình ấy. Vậy là cô đi trúng bài đã, lấy vật liệu địa phương sẵn có mà ta bỏ thành thân của mình. Vừa già khỏi vừa gọi tốt tiền. Chị Điền này ở Hải Dương và rất là tích cực tham gia tất cả các và rất là quan tâm đến cái cách mà áp dụng trong các buổi thảo luận là hỏi nhiều lắm đấy nhá. Vậy là có nằm trong nhóm BGS của cô Nhung không đây? Không, chưa nằm. Chưa tại Hải Dương hả? Tại Hải Dương. Ở Hải Dương chưa có. Vậy là tiến tới Hải Dương được rồi. BGS giờ đang tỏ khắp vùng hết trơn rồi. Cảm ơn các thầy nhá. Rồi rất cảm ơn cả. Chị chào chị Hiền nhá, cố gắng. Chào, xin chào nhá. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại thứ tư. Rồi, chào tiến sĩ Kiên nhá. Chào mọi người, chào thầy Kiên. Xin chào thầy và toàn bộ ban tổ chức. Chào quý anh chị. Ok. Bữa nào về ghé Tiền Giang ăn cái sầu riêng sinh thái của anh Bình nghe. Mời thầy. Xin chào thầy Kiệt nhé. Xin chào thầy Hải phải không? Được, xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Xin chào. Rồi xin phép theo. Rồi. Thầy Kiên ghé Tiền Giang ăn hủ tiếu đi chứ. Có hủ tiếu gì không, có tiếu bún lúa mùa hay gì? Có lấy hủ tiếu Mỹ Tho. Mỹ Tho. Mỹ Tho. Dạ, rồi chào thầy. Rồi, dạ, anh, dạ. Rồi, chúc anh Kiên ngủ ngon. Xin chào. Rồi, cảm ơn. Chúc anh chị. Dạ, chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào. Rồi. Chào, tạm biệt. Bên Việt Nam chắc bây giờ này chắc ăn tối. Đói bụng lắm rồi thầy ơi. Ok.